tôi bị công chúa Kim Quyền chơi đùa 3 năm. Đúng ngày thứ 999 ở bên nhau, tôi quyết định đề nghị ly hôn. Bạch Nguyệt Quang của cô ta đã trở về nước. Tôi xem TV đưa tin giải trí về Bạch Nguyệt Quang của cô ta. Người đàn ông chỉ lộ ra một bên mặt, nhưng dù tôi có hóa thành cho bụi cũng vẫn nhận ra được. Tôi tiếp tục đóng gói hành lý, lái chiếc xe đắt nhất trong gara, rồi quẹt thẻ 26 triệu tệ để đặt một tháng ở phòng tổng thống. Dù sao thì tôi cũng là cháu đích tôn nhà họ liễu, khi cần tiêu thì phải tiêu, không tiêu cũng chỉ để lại cho người đàn ông khác được lợi. Liễu Như Yên sáng hôm sau mới về nhà, khi nhìn thấy đơn ly hôn trên bàn, sắc mặt vốn đã âm trầm của người phụ nữ lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Người phụ nữ một tay cầm tờ đơn, tay kia lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng tôi còn ngái ngủ, "Chuyện gì thế? Sở Trạch, đơn ly hôn là sao?" Nghe thấy giọng Liễu Như Yên âm trầm, tôi hoàn toàn tỉnh táo, nghĩa đen. Liễu Như Yên cười lạnh, "Trước khi đi làm, đến văn phòng tôi lấy lại cái thứ rác rưởi này. 8 giờ tối nay." tôi muốn thấy người và hành lý của anh ở biệt thự ngự đình tôi cũng cười lạnh đáp cô có bị bệnh không giọng tôi dừng lại đột nhiên hiểu ra ý đồ khác trong cuộc gọi này của cô ta cô đừng lo ito makoto sẽ không mang tiếng phá hoại gia đình người khác biết chúng ta kết hôn chỉ có cha mẹ hai bên và một số ít bạn bè trong mắt người khác cô vẫn là vương bảo xuyên chưa thành toàn sự nghiệp cho bạn trai cam tâm chịu đựng gian khổ giờ đây mây tan trăng sáng mọi người đều mừng cho cô mà liễu như yên tối qua mới bị chụp ảnh cùng ito makoto đi bệnh viện Hôm nay tôi đã đệ đơn ly hôn, nếu bản thỏa thuận này bị lộ ra ngoài, Ito Makoto sẽ bị đội ba cái mũ liền. Nói xong tôi mới phát hiện Liễu Như Yên đã cúp máy từ lâu. Khách sạn tôi đang ở khá gần Liễu thị, nên tôi không vội, thong thả ăn sáng rồi mới qua đó. Sau khi kết hôn với Liễu Như Yên, theo yêu cầu của mẹ vợ, tôi đến Liễu thị làm trợ lý sinh hoạt cho Liễu Như Yên, nói là trợ lý, thực chất là ô sin. Bình thường tôi chịu trách nhiệm ba bữa cơm một ngày và các công việc vặt khác của Liễu Như Yên, kiểu ăn không ngồi rồi hưởng lương ấy không ai trong công ty biết tôi là chồng của liễu như yên nghĩ cũng thấy bi ai bạch nguyệt quang thì ai cũng biết còn tôi người chồng chính thức lại như gián điệp thỉnh thoảng đi xe của liễu như yên đến công ty tôi còn phải xuống xe trước hai giao lộ đến công ty tôi trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc sắp ly hôn rồi ai muốn làm ô xin thì làm có người đi ngang qua nghi hoặc một tiếng trợ lý sở anh muốn nghỉ việc à có phải cô bạn gái giàu có của anh muốn cưới anh rồi không tay tôi đang gõ chữ khựng lại có lần tôi xuống xe của Liễu Như Yên bị người ta nhìn thấy, người đó ngạc nhiên hỏi tôi có phải đi xe của tổng giám đốc Liễu đến không. Lúc đó tôi không muốn người khác biết mối quan hệ này, bèn nói dối mình có bạn gái, đó là xe của bạn gái. Thế là ngày hôm sau, cả công ty đều đồn tôi có bạn gái giàu có, lái xe cùng kiểu với tổng giám đốc Liễu. Lý do không ai liên tưởng đến Liễu Như Yên là vì cả tầng 36 đều biết đồ ăn trợ lý sở đặt, tổng giám đốc Liễu chưa bao giờ ăn, lần nào cũng vứt vào thùng rác. Chỉ có tôi là ngu ngốc nhất, ngày ba bữa bữa nào cũng không thiếu. Lúc này tôi lại phủ nhận, không, chúng tôi chia tay rồi. Có người tiếc nuối cho tôi, bớt đi 20 năm đi đường vòng rồi. Sở Trạch, anh thật sự cam lòng à, nếu là tôi, bây giờ đã khóc chết rồi. Tôi liên tưởng đến giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Như Yên, cả người chỉ có cái miệng là cứng nhất. Không chia tay thì để dành ăn Tết à. Đang nói thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh nói gì? Không cần nhìn tôi cũng biết là Liễu Như Yên. Ánh mắt Liễu Như Yên quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở tôi, trợ lý Sở đến văn phòng tôi một lát. Những người tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trừ một nghìn, tự đến phòng tài vũ ký giấy phạt. Những người có mặt lập tức tản ra, chỉ có tôi tiếp tục đánh máy, mặt không đổi sắc. Văn phòng của Liễu Như Yên theo phong cách tối giản. Khi tôi vào, cô ta đang cầm một tập tài liệu, tôi nhận ra đó là đơn ly hôn. Tôi đi đến trước bàn làm việc. Tổng giám đốc Liễu, người phụ nữ ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu cảm không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại âm trầm từng chữ một, cả người chỉ có cái miệng là cứng nhất, sở trạch, đây là luận chứng từ đâu ra tôi mím môi giả chớp bầu không khí căng thẳng kéo dài mười mấy giây liễu như yên mới bỏ qua chủ đề này cô ta ném đơn ly hôn lên bàn giải thích lý do ly hôn trên này là sao tôi sờ mó vài giây hối hận tôi đã viết rất rõ ràng ai hiểu thì hiểu kết hôn ba năm không có quan hệ tình dục không thể đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của nam giới nghi ngờ nữ giới bị rối loạn chức năng tình dục mỗi khi liễu như yên đọc một chữ tôi lại cảm thấy da đầu mình căng ra tôi nghi ngờ người phụ nữ này sẽ đánh cho tôi nhưng tôi nói là sự thật khách quan ba năm hôn nhân tôi chưa từng chạm vào cô ta đọc đến dòng phân chia tài sản ánh mắt người phụ nữ thoáng qua một tia ý vị xem ra ba năm làm trợ lý không uổng phí anh thật sự rõ như lòng bàn tay về tài sản dưới tên tôi sửa chạch anh nghĩ anh có bản lĩnh lấy đi một xu nào từ tôi sao tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra đi tay trắng nên không để tâm đến điều này nhưng thái độ thờ ơ này trong mắt liễu như yên lại trở thành một sự khiêu khích rời khỏi tôi anh lấy gì nuôi sống bản thân lấy mức lương năm tệ một tháng Đừng nói đến tiền thuê nhà, mua nổi bộ vest trên người anh chứ. Lời mỉa mai không cần nói cũng hiểu. Tôi nghiêng đầu, đó là chuyện của tôi, không cần cô lo. Liễu Như Yên cười lạnh, toàn thân tỏa ra khí thế có thể xé xác tôi, đã tìm được đối tượng tiếp theo rồi. Thấy tôi không nói, Liễu Như Yên coi như tôi ngầm thừa nhận. Liễu Như Yên đột nhiên cười, có một việc có lẽ anh chưa hiểu rõ, ly hôn hay không, anh không có tư cách quyết định, thời gian trên đơn ly hôn còn 3 tháng. Nhưng đối với tôi mà nói, điều đó chẳng khác gì cả. Dù sao ba năm nay cô ta cũng chưa từng coi tôi là chồng, huống hồ là ba tháng cuối cùng. Thái độ của cô ta hiện tại chỉ là vì việc ly hôn do tôi đề nghị, làm tổn thương đến thể diện của cô ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của Ito Makoto. Xem ra hôm nay không thể nói chuyện ly hôn được rồi. Tôi thẳng thừng thể hiện rõ thái độ của mình, bất kể còn bao lâu, tôi cũng sẽ không quay lại nữa. Liễu như yên nhìn tôi từ trên cao xuống, anh muốn nói với tôi là anh muốn ly thân với tôi. Nghe thấy hai chữ ly thân, tim tôi như bị bóp nghẹt, hơi chua xót lại hơi đau. Sau khi kết hôn, số lần Liễu Như Yên về nhà mỗi năm đếm trên đầu ngón tay cũng đủ, cũng chẳng khác gì ly thân. Tôi gật đầu, dù sao cũng chỉ còn 3 tháng, tôi nghĩ không cần thiết phải sống chung. Liễu Như Yên nhìn tôi chầm chầm vài giây, cười lạnh, cần hay không, phải do tôi nói mới tính. Hôm nay cho Trần Tuyết duyệt cho anh hai tiếng nghỉ, dọn hành lý về đi. Tôi không hề lay chuyển, vẫn kiên trì, Liễu Như Yên, tôi sẽ không về. Liễu Như Yên không để ý, lần nào anh chẳng nói như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, cũng không phải là lần đầu tiên tôi dọn ra ngoài. Nhưng mỗi lần chưa được bao lâu, tôi lại tự mình dọn về. Bây giờ tôi biết cô ta sẽ không đồng ý. Tôi lười nói thêm, dù sao thời gian trôi qua cô ta sẽ hiểu. Lần này tôi thật sự sẽ không quay lại nữa. Ra khỏi văn phòng, tôi định cầm đơn xin nghỉ việc đi tìm nhân sự, thì nghe thấy có người gọi. Sửa trạch, máy in hết mực rồi, nhanh đi thay đi, đang cần dùng gấp. Những lời sai bảo như thế này tôi nghe thấy rất nhiều mỗi ngày là trợ lý sinh hoạt của Liễu Như Yên, chỉ cần phụ trách cuộc sống hàng ngày của cô ta. Nhưng Liễu Như Yên không thích tôi, việc gì cũng để Trần Tuyết tự tay làm. Vì vậy tôi dần dần trở thành người chạy việc vặt cho cả tầng 36. Người gọi tôi là thư ký tạm thời, người thường ngày ghét tôi nhất, sở trạch, bảo anh đi thay mực đấy. Dù có xin nghỉ việc cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, vẫn chưa chính thức rời khỏi vị trí mà. Tôi không hề lay chuyển, công việc của tôi là nghe theo lệnh của Tổng Giám đốc Liễu và phụ trách bữa ăn của cô ấy. Bây giờ cô đã có thể thay mặt tổng giám đốc Liễu ra lệnh rồi à? Nhưng thư ký lại nhìn tôi như thấy quỷ, sở trạch, hôm nay đầu óc anh bị kẹp cửa hỏng rồi à? Phụ trách bữa ăn của tổng giám đốc Liễu, mấy hộp đồ ăn ngoài của anh. Anh thấy tổng giám đốc Liễu bao giờ ăn chưa? Nghĩ đến những hộp đồ ăn bị vứt vào thùng rác, tôi thấy đau nhói trong lòng. Giây tiếp theo, thư ký tạm thời ném tập tài liệu vào lòng tôi, trước 2 giờ phải in xong 20 bản. Trợ lý thì phải biết tự lượng sức mình, tôi cau mày. Nghe thấy động tĩnh phía sau, tôi quay đầu lại thấy liễu như yên đang dẫn trần tuyết ra khỏi văn phòng liễu như yên nhếch mép chế diễu ánh mắt và lông mày đều thể hiện một ý nghĩa ngay cả việc vật vãnh như vậy cũng không làm được lấy gì mà có dũng khí đề nghị ly hôn với cô ta tôi cười giận trước mặt liễu như yên ném tập tài liệu về phía thư ký tạm thời nhưng thư ký chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng tài liệu rơi xào sạc xuống đất tôi xoay người bỏ đi giọng nói vọng lại từ xa thư ký tạm thời người ta không chỉ phải biết tự lượng sức mình mà còn phải biết nghe lời người khác nói Mực tôi sẽ không thay, tài liệu tôi cũng sẽ không in. Có bản lĩnh thì cô cứ đến trước mặt Liễu Như Yên mà mách tôi. Dù sao cũng sắp nghỉ việc rồi, tôi chẳng sợ đắc tội ai cả. Sắc mặt Liễu Như Yên xa sầm đến cực điểm. Sau đó, tôi đến phòng nhân sự, nộp đơn xin nghỉ việc. Giám đốc nhân sự nhìn đơn xin nghỉ việc của trợ lý sở, anh cứ cầm về đi. Anh là trợ lý sinh hoạt riêng của tổng giám đốc Liễu, phải có chữ của cô ấy đồng ý, phòng nhân sự mới có thể phê duyệt. Tôi không nhận, nói thẳng, ngày mai tôi sẽ không đến nữa, Tính là trốn việc hay xin nghỉ phép, tùy. Giám đốc nhân sự sững sờ, anh đây là vi phạm hợp đồng. Dù nghỉ việc cũng phải có nửa tháng bàn giao công việc chứ. Vị trí công việc mỗi ngày phụ trách ăn uống của người ta, cần bàn giao sao? Bàn giao cô ta không ăn gì à? Vậy chắc Liễu Như Yên chết đói mất, vì tôi món nào cũng đã đặt qua rồi. Vậy để Liễu Như Yên kiện tôi đi, rời khỏi Liễu thị, tôi về khách sạn ngủ. Mơ mơ màng màng bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, 7 giờ 50 phút, tôi dậy mở cửa người đứng ngoài cửa là quản lý khách sạn đối phương khúng đú nói chào anh sở là thế này phòng của anh có chút vấn đề cần kiểm tra tôi cũng không làm khó anh ta vậy đổi phòng cho tôi đi nói rồi tôi định quay vào phòng dọn hành lý quản lý lại nói xin lỗi hết phòng rồi tiền đã hoàn trả vào thẻ của anh vì là lỗi của chúng tôi nên tiền bồi thường hợp đồng cũng đã chuyển cho anh tôi dừng bước liễu như yên bảo tôi 8 giờ về biệt thự vị quản lý này 7 giờ 50 phút đã đến đuổi người nếu tôi còn không hiểu ra vấn đề thì thật sự là ngu ngốc, là con trò cái Liễu Như Yên kia sai khiến. Tôi không đồng ý trả phòng, quản lý cũng không che giấu, anh Sở, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, anh đừng làm khó tôi. Làm ăn nhỏ 14 triệu tệ, dù tôi không đồng ý trả phòng cũng không có cách nào, phía khách sạn kiên quyết cũng sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng, công nhân đến kiểm tra đã đứng ở cửa. Cuối cùng tôi kéo vali ra khỏi khách sạn, xe nhà họ Liễu đã đợi sẵn bên ngoài. Cậu chủ, phu nhân bảo tôi đến đón cậu nói với liễu như yên là tôi không về nói xong tôi xoay người đi đến khách sạn gần đó giang thúc không ngăn cản nhanh chóng tôi đã biết tại sao ông ấy không ngăn cản nhân viên lễ tân của một khách sạn gần đó trả lại thẻ cho tôi xin lỗi thẻ của anh vừa bị khóa có thể đổi thẻ khác không tôi quẹt thẻ của liễu như yên còn tiền của tôi không cần thiết phải lãng phí vào khách sạn tôi gọi điện cho tần dương biết cậu ấy ở nhà nên lái xe thẳng đến đó xe của giang thúc vẫn đi theo phía sau suốt quãng đường không có chuyện gì xảy ra Tần Dương sống ở tầng 7, biết tôi sẽ đến, cửa đều mở sẵn. Tôi xách hành lý vào trong, Tần Dương sững sờ, trong điện thoại tôi cũng không nói là cậu mang theo hành lý đến mà, xem ra là bỏ nhà ra đi rồi. Tần Dương đưa tay nhận lấy hành lý của tôi, biết cậu mang hành lý đến thì tôi đã xuống đón rồi. Đúng rồi, lần trước tôi nói với cậu chuyện đó, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Từ lão đã tìm tôi mấy lần rồi, đó chính là xưởng phục chế di vật đỉnh cấp trong nước, người có thể vào đều là những người xuất sắc trong ngành này, có thể để Từ lão đích thân ra mặt mặt mũi cậu cũng lớn đấy nếu cậu không muốn công khai thân phận tôi đã đưa số liên lạc của cậu cho ông ấy rồi tôi làm công việc phục chế di vật và có trí nhớ rất tốt đại học cũng học chuyên ngành này ban đầu sau khi tốt nghiệp định vào bảo tàng làm việc nhưng sau đó gặp liễu như yên lại phải kết hôn với cô ta mấy năm nay tôi chỉ có thể nhận một số việc làm riêng lẻ thông qua tần dương làm một người phục chế dân gian nhưng bây giờ tình hình đã khác tôi sắp ly hôn rồi mọi thứ đều nên có một khởi đầu mới tôi gật đầu cậu giúp tôi đồng ý đi Tần Dương không ngờ lại đột ngột như vậy, cậu đồng ý rồi, khi nào cũng có thể đến báo cáo. Bất cứ lúc nào, Tần Dương lại một lần nữa kinh ngạc, công việc ô xin ở liễu thị kia, cậu không làm nữa. Ừ, nghỉ việc rồi, tôi nói rất bình thản, như thể người trong cuộc không phải là mình. Tần Dương nghĩ đến tin tức nóng hổi sáng nay, đã liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh. Cậu ấy không nhịn được mắng, đáng lẽ ra nên ly hôn từ lâu rồi. Liễu như yên, con đàn bà đó, rõ ràng không ăn đồ cậu đặt, mà còn bắt cậu đặt mỗi lần. Loại đàn bà giả tạo này nên bị Ito Makoto giữ chặt, đừng ra ngoài hại người. Tôi thấy cứ ly hôn luôn đi, dù sao cũng chỉ còn 3 tháng, khỏi phải nhìn thấy mà bực mình. Tôi dựa vào ghế sofa, bận rộn cả đêm, hơi mệt rồi. Ly hôn thì ly hôn, nhưng cô ta không đồng ý, nói phải đợi đến khi hết hạn thỏa thuận. Tần Dương nghe xong chỉ muốn cười, giả vờ giỏi thật. Lúc trước Ito Makoto nhất quyết chọn ra nước ngoài, bước lên sân khấu quốc tế. Bây giờ trở về rồi, Liễu Như Yên chắc chắn sẽ không dễ dàng ly hôn với cậu rồi dễ dàng ở bên anh ta như vậy. Nếu không thì trông cô ta thật rẻ mạt, chẳng phải chứng minh Liễu Như Yên rất được săn đón, Ito Makoto lần sau lại bỏ rơi cô ta sao. Tôi không nghĩ đến khía cạnh này, nhưng giờ được Tần Dương nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liễu Như Yên đang bày mưu tính kế để xây dựng hình tượng cho bản thân đấy. Tần Dương tiếp tục hiến kế, cậu không nên nể mặt, trước khi chính thức ly hôn, cứ đăng giấy chứng nhận kết hôn lên mạng để cư dân mạng trừng trị cặp đôi cặn bã này. Tôi lắc đầu, thôi, cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau đi chuyện ầm ĩ rồi sau này tôi muốn tìm đối tượng khác người thiệt thòi vẫn là tôi tần dương sáng mắt lên đánh giá tôi xem ra là thật sự quyết định rời khỏi liễu như yên rồi đây là chuyện tốt đáng ăn mừng tần dương lấy từ tủ lạnh ra một thùng bia mở một lon đưa cho tôi nào chúc mừng anh em tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ tôi vừa định nhận lấy chuông cửa đã vang lên tần dương chạy ra mở cửa ai đấy người đứng ngoài cửa là giang thúc lúc này ông ấy không giống như vừa nãy mặt mày ủ rũ cậu chủ tiểu thư đang đợi ở dưới lầu, bảo cậu lập tức xuống ngay. Tôi cau mày, giọng nói có chút khó chịu, ông ấy muốn đợi thì cứ đợi, tôi ở trong nhà có giường ngủ, có rượu uống. Ông ấy ngồi trong xe dù rộng rãi đến đâu cũng không thể nằm thẳng được, ai sợ ai chứ. Nói xong, tôi nốc cạn lon bia trong tay. Lời này Giang Thúc không thể nào chuyển lời được, trừ khi ông ấy chán sống rồi. Giang Thúc bất đắc dĩ nói, vừa nãy trên xe, tiểu thư gọi điện cho lão phu nhân, hình như là không được khỏe. Ông ấy chưa nói xong, điện thoại của tôi đã reo người gọi đến chính là mẹ của liễu như yên giang nhã trúc tôi có thể không quan tâm đến liễu như yên nhưng không thể không nghe điện thoại của giang nhã trúc ba năm kết hôn giang nhã trúc đối xử với tôi còn tốt hơn cả liễu như yên con gái ruột của bà mỗi lần cãi nhau bất kể nguyên nhân là gì người bị mắng luôn là liễu như yên mẹ mẹ gọi cho như yên nó nói con không ở đó có phải nó lại không về nhà không giang nhã trúc mỗi lần gọi điện đều kiểm tra xem liễu như yên có về nhà hay không tôi không nói chuyện hai người cãi nhau sắp ly hôn sự kích động đến bà không phải đâu ạ à. tối nay con ở nhà bạn bạn con tổ chức sinh nhật mời khách ạ à. trong điện thoại lại vang lên giọng răng nhã trúc vậy sau khi sinh nhật kết thúc tối nay hai đứa về nhà cũ ở đi bố nó đi công tác rồi mẹ hơi khó chịu tôi lo lắng cho sức khỏe của bà mẹ bị sao vậy đã đi khám bác sĩ chưa không cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là lần trước mẹ mua được một cái đồng hồ ở buổi đấu giá con về xem có thích không tôi im lặng hai giây rồi nói vâng ạ à nếu chỉ là bảo tôi về lấy đồ thì tôi đã từ chối dù sao cũng sắp ly hôn với liễu như yên rồi nhưng giang nhã trúc nói không khỏe tần dương biết không thể khuyên tôi được nên đành tự mình tiễn tôi xuống dưới lầu cậu tin không mẹ vợ cậu chắc chắn là cố ý suốt quãng đường trong xe rất yên tĩnh bầu không khí căng thẳng để giang thúc lái xe mà không dám đổi số mãi đến khi xe chạy đến biệt thự ở ngoại ô dừng lại ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm tôi xuống xe trước thấy giang nhã trúc đi ra từ biệt thự trên mặt nở nụ cười ôn hòa sở trạch dì bảo vương dì hầm tổ yến cho con rồi mau vào ăn đi liễu như yên vẫn ngồi trong xe hoàn toàn bị ngó lơ vào nhà giang nhã trúc hạ giọng hỏi lại cãi nhau với như yên à về tin tức hôm qua con đã xem rồi con sợ mẹ buồn nên bảo hai đứa tối nay về nhà mẹ con và cô ấy tôi định nói chuyện tôi và liễu như yên sắp ly hôn nhưng bị giang nhã trúc cắt ngang đợi lát nữa mẹ gửi thực đơn cho con toàn món cô ấy không thích ăn từ ngày mai con cứ thay phiên nhau đặt cho cô ấy một tháng mẹ còn gọi điện cho trần tuyết bảo cô ấy không được phép chuẩn bị riêng cho như yên nếu không sẽ sa thải cô ấy cô ấy chỉ tự ý đề nghị ito makoto sợ mẹ nghe thấy mà buồn vương gì cầm khăn choàng đi về phía hai người phu nhân vừa nãy người còn không khỏe sao ra ngoài cũng không choàng khăn vậy tiên sinh anh phải khuyên phu nhân đừng coi thường sức khỏe của mình như thế cứ như vậy câu nói ly hôn của tôi hoàn toàn không có cơ hội nói ra mẹ mẹ thấy khó chịu chỗ nào đã gọi bác sĩ chưa giang nhã trúc xua tay không sao, xoa bóp một chút là khỏi. Giang Nhã Trúc ngồi cùng tôi uống hết tổ yến rồi lên lầu ngủ. Trước khi đi, bà Trưng mắt nhìn Liễu Như Yên. Phòng của tôi và Liễu Như Yên ở tầng 2. Biết chúng tôi sẽ về, vương gì đã sớm thay chăn ga gối đệm. Tôi đi lấy đồ ngủ để chuẩn bị tắm rửa, nhưng khi mở tủ quần áo ra thì phát hiện đồ ngủ của tôi và Liễu Như Yên đều biến mất. Thay vào đó là đủ loại váy ngủ bằng lụa gợi cảm, trong đó còn có hai bộ đồ cosplay. Tâm tư muốn có cháu của Giang Nhã Trúc, cả biệt thự trên dưới đều biết. Từ khi chúng tôi kết hôn, bà đã bắt đầu chuẩn bị phòng cho em bé, đồ chơi, quần áo mua về chất đống, cả của bé gái lẫn bé trai đều có. Bây giờ những bộ đồ này cũng là để chuẩn bị cho việc sinh con. Tôi không khỏi có chút thương cảm cho bà, nếu bà biết ba năm nay hai chúng tôi sống không có tình dục, liệu bà có tức chết không? Tôi quay đầu nhìn Liễu Như Yên, thấy cô ấy cũng đang nhìn tủ quần áo, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, trực tiếp cầm áo sơ mi vào phòng tắm. Tắm xong, sấy khô tóc, khi tôi ra ngoài liễu như yên đang đứng ở ban công người phụ nữ đi vào cũng không dừng lại lướt qua tôi rồi vào phòng tắm tôi đã quen rồi nên cũng chẳng có cảm giác gì không lâu sau có người gõ cửa là vương dì bưng một bát súp lên tiên sinh đây là súp phu nhân tự tay nấu cho tiểu thư anh trông cô ấy uống hết nhé đừng phụ lòng tốt của phu nhân để nấu bát súp này phu nhân còn bị bỏng tay cô ấy chỉ là miệng cứng lòng mềm thôi vừa nãy ở dưới lầu không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu chủ sự cậu chủ ở bên ngoài ăn uống không tốt, bây giờ lại sai tôi mang lên. Tôi rất hiểu, gật đầu. Liễu Như Yên tắm rất nhanh, ra ngoài liền nhìn thấy bát súp đặt trên bàn trà. Đây là mẹ tự tay nấu, mau uống đi. Liễu Như Yên liếc nhìn, không nói gì cũng không có ý định uống. Thấy cô ấy như vậy, tôi lại nghĩ đến lời Vương gì nói, trong lòng có chút tức giận. Liễu Như Yên, mẹ vì nấu súp mà bị bỏng tay, cô nỡ lòng nào phụ lòng tốt của bà sao? Bốn chữ phụ lòng tốt này, Liễu Như Yên lại nghe ra ý khác. Cô ấy nhìn tôi cười như không cười hỏi anh thật sự muốn tôi uống tôi không nhận ra lời này của liễu như yên có gì không đúng gật đầu uống đi liễu như yên bưng bát súp lên uống một hơi cạn sạch sau đó cô ấy vén chân lên nằm vào còn tôi thì xoay người quay lưng về phía cô ấy nhắm mắt chuẩn bị ngủ ba năm nay chúng tôi thỉnh thoảng ngủ chung giường khoảng cách giữa hai người đủ để nằm thêm hai người nữa nhưng tối nay có chút khác biệt đang ngủ ngon lành cơ thể liễu như yên đột nhiên áp sát vào tôi hơi thở của người phụ nữ phả bên tai khiến nhiệt độ cả căn phòng tăng lên nóng bỏng liễu như yên cô làm gì vậy cảnh tượng này tôi cũng từng mong đợi trong khoảng thời gian mới cưới nhưng những năm qua đã bị sự lạnh nhạt của liễu như yên mài mòn đến mức không còn chút lưu luyến nào giờ đây hai người sắp ly hôn rồi không thể lại dây dưa thêm nữa có những sai lầm phạm một lần là đủ rồi dây tiếp theo liễu như yên xoay người ngồi lên người tôi nhìn thẳng vào mắt tôi anh bảo tôi không thỏa mãn anh mà vừa nãy anh bảo tôi uống súp bây giờ lại nói không muốn là đang chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô với tôi sao tôi nghe ra được bát xúc kia có vấn đề định giải thích tôi không biết liễu như yên chế diễu anh nghĩ tôi sẽ tin sao tôi muốn giải thích nhưng chưa kịp nói ra lời nụ hôn cuồng nhiệt của liễu như yên đã phủ xuống trực tiếp chặn lời tôi lại tôi đẩy cô ấy ra liễu như yên cười khẩy nhìn tôi lý do ly hôn của anh chẳng phải là nói tôi không đáp ứng được nhu cầu bình thường của anh sao bây giờ tôi đáp ứng anh lý do ly hôn không còn hiệu lực nữa Tôi cũng là một người đàn ông bình thường, cô ấy hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc định phản kháng thì điện thoại của Liễu Như Yên vang lên, là quản lý của Ito Makoto. Liễu Như Yên nghe máy, "Chuyện gì?" Liễu Như Yên vừa nói vừa định đứng dậy khỏi người tôi, nhưng tôi, người vốn dĩ tránh né Liễu Như Yên, lại đột nhiên đưa tay đẩy cô ấy xuống. Người đầu dây bên kia vẫn đang nói, tôi chỉ nghe loáng thoáng, đại khái là Ito Makoto lại gặp vấn đề, ý tứ ngầm là bảo Liễu Như Yên bây giờ qua đó xem sao liễu như yên cảnh cáo nhìn tôi tôi lại khiêu khích nhướng cằm về phía cô ấy trả lời câu hỏi vừa nãy liễu như yên cô có biết tự làm không giọng nói này không nhỏ đủ để người đầu dây bên kia nghe thấy rõ ràng tôi cố ý làm vậy cướp người phụ nữ sao không từ thủ đoạn tay liễu như yên cầm điện thoại siết chặt giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên tổng giám đốc liễu nếu chân của ito makoto bị phế thì lúc trước anh ấy vì muốn sớm nổi tiếng trên trường quốc tế đã chịu đựng rất nhiều đau khổ bây giờ toàn thân đầy bệnh tật mỗi tuần đều phải đi điều trị liễu như yên mím môi xuống giường tôi đi xem anh ấy trước liễu như yên muốn đi tôi không giữ lại biết giữ không được hà tất phải tự làm khổ mình tôi cũng không muốn cướp lại liễu như yên chỉ muốn chọc tức ito makoto coi như là trả thù liễu như yên thay quần áo rồi ra ngoài từ đầu đến cuối cũng không nói gì với tôi người chồng trên danh nghĩa này dưới lầu mọi người đều đã ngủ chỉ còn đèn ngủ vẫn sáng cô ấy đi đến huyền quan Phòng khách bỗng nhiên sáng lên, thấy Giang Nhã Trúc đứng ở cửa nhà bếp, khuya rồi con đi đâu vậy? Liễu Như Yên cau mày, "Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Hỏi con nửa đêm nửa hôm con đi đâu?" Liễu Như Yên mím môi, sở trạch hơi khó chịu, "Con đi mua thuốc cho anh ấy." Lời này nói rất kín đáo, nhưng Giang Nhã Trúc lập tức hiểu ra. Xem ra ngày mai phải bồi bổ cho sở trạch nhiều hơn. Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Nhã Trúc lập tức nở nụ cười, "Hai đứa cùng đi bệnh viện khám xem, để bác sĩ kê thuốc phù hợp." Cuối cùng dưới ánh mắt tha thiết của giang nhã trúc liễu như yên gọi điện cho tôi bảo tôi lập tức thay quần áo xuống lầu nghe giọng điệu không đúng tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì vội vàng mặc quần áo chạy xuống không ngờ lại thấy liễu như yên và giang nhã trúc đứng đối diện nhau giọng nói trầm thấp của người phụ nữ lạnh lùng đến lạ thường anh không được đi cùng tôi đến bệnh viện khám xem tôi vẻ mặt khó hiểu tôi khi nào thì không được liễu như yên cô đã thử chưa tôi lại nhìn giang nhã trúc hiểu rồi thì ra là bị bắt quả tang lấy tôi làm lá chắn Giang Nhã Trúc hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm giữa hai người. Bà ấy bây giờ tràn đầy niềm vui, sở trạch, đàn ông thỉnh thoảng trạng thái không tốt cũng không sao, bố vợ con cũng thường xuyên, cùng Như Yên đi bệnh viện khám xem. Cứ như vậy, tôi và Liễu Như Yên cùng đi bệnh viện. Ngồi trên xe, tôi cười nhạt nói, tôi không được sao. Lần đầu tiên là ai bị tôi hành hạ mấy ngày liền nằm trên giường. Liễu Như Yên nheo mắt, vẻ mặt khó chịu và âm trầm đến mức gần như sắp dì ra. Cô ấy đột ngột đạp phanh, xuống xe, đây là đường chính, Bắt taxi rất tiện. Tôi đoán cô ấy muốn đến bệnh viện xem Ito Makoto, tôi mới không muốn đến bệnh viện xem người ta thể hiện tình cảm. Tôi không do dự, đẩy cửa xe bước xuống. Sau đó, tôi đứng bên đường chờ taxi, nhưng chờ mãi, lại là một chiếc Bentley đen dừng lại trước mặt tôi. Giang thúc xuống xe, cung kính nói, "Tiên sinh, tiểu thư bảo tôi đưa anh về." Tôi lên xe. Trên xe, tôi liên tục nghĩ đến việc trả thù, nếu công khai chuyện ly hôn, Liễu Như Yên, người trọng sĩ diện như cô, chắc chắn sẽ tức chết nhưng lúc này chọc giận cô ấy sẽ mất nhiều hơn được. Dù sao cũng chỉ còn 3 tháng, 90 ngày, nhịn một chút là qua. Nhưng qua chuyện tối nay, tôi cảm thấy với tính cách của Ito Makoto, đã về nước rồi thì chắc chắn sẽ không đợi được 3 tháng. Ngày hôm sau không cần đến liễu thị làm ô xin nữa, tôi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Tần Dương đã đến cửa hàng, gửi tin nhắn WeChat cho tôi, thời gian bên từ lão đã định vào ngày mai, nhưng tôi có hẹn với khách, không thể đi cùng cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Dương dựa vào tiền của gia đình mở một cửa hàng đồ cổ, công việc bình thường của tôi cũng là do cậu ấy giúp đỡ. Ăn sáng xong, tôi ra ngoài, dọn ra khỏi biệt thự Ngự Đình, phải tìm một chỗ để ở trước đã, sau này đi làm ở gần đó cũng tiện. Tôi đến công ty môi giới, mất một buổi sáng đã thuê được một căn hộ một phòng ngủ, hai phòng khách. Ký hợp đồng xong, tôi thấy còn sớm nên đến trung tâm thương mại, sắp đến sinh nhật Tần Dương rồi, định chọn một cái đồng hồ cho cậu ấy. Tôi đi thang máy lên tầng 7. Nhân viên bán hàng tiến lên đón tiếp xin hỏi anh có mẫu nào ưng ý không những người mua đồ xa xỉ này trong lòng thường đã định sẵn mẫu mã rồi mẫu đồng hồ chủ đạo mùa hè năm nay của các cô bây giờ còn hàng không nhân viên bán hàng cười xin lỗi xin lỗi anh mẫu đó là phiên bản giới hạn cửa hàng chúng tôi đã có người đặt rồi tôi hơi thất vọng xoay người định đi thì một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước vào từ bên ngoài nói với nhân viên bán hàng tôi đến lấy chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn mà tổng giám đốc liễu đặt trước đó mấy hôm tôi dừng bước đúng rồi nhưng chúng tôi cần gọi điện cho tổng giám đốc liễu để xác nhận xin hỏi quý danh và thân phận của cô là ito makoto tiên sinh nhờ tôi đến lấy tôi tên là đào thanh di quản lý của anh ấy nhân viên bán hàng xoay người đi tìm số điện thoại của liễu như yên trên máy tính tôi không định ở lại nữa dù sao cũng sắp ly hôn rồi tôi vừa định đi thì bị đào thanh di gọi lại sở tiên sinh không ngờ đối phương lại biết tôi tôi nhớ mày chuyện gì đào thanh di cũng không vòng vo nói thẳng sở tiên sinh tuổi còn trẻ đã làm rể nhà giàu đúng là bớt đi 20 năm đi đường vòng. Tiếc là sắp đến ngay cả rể nhà giàu cũng không làm được nữa rồi. Nhân lúc còn trẻ, mau chóng tìm đối tượng tiếp theo đi. Tôi cười, những lời này là Ito Makoto bảo cô nói sao, thật là đạo đức suy đổi. Trước đây làm tiểu tam còn giấu giếm, sợ bị người ta phát hiện nhốt vào lồng heo. Bây giờ lại dám đến trước mặt vợ cả mà khiêu khích. Đào Thanh Di không chịu thua, trong tình cảm, người không được yêu mới là tiểu tam. Ito Makoto và Tổng Giám Đốc Liễu vốn dĩ là một đôi. Mắt tôi nheo lại, Đào tiểu thư vẫn chưa kết hôn đúng không? Sau này khi cô kết hôn, tôi sẽ giới thiệu cho chồng cô thêm vài hồng nhan tri kỷ để giúp Đào tiểu thư rộng lượng. Đào Thanh Di cứng họng, chưa kịp phản bác, còn về chiếc đồng hồ đó, Phiền cô chuyển lời cho Ito tiên sinh, bảo anh ta chuyển một nửa số tiền vào tài khoản của tôi. Tuy là do Liễu Như Yên tặng, nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa ly hôn, thuộc tài sản chung của vợ chồng chúng tôi. Trong vòng 3 ngày, nếu tôi không nhận được tiền, thì cứ chờ nhận thư luật sư đi. Đào Thanh Di không ngờ người đàn ông trông có vẻ trầm lặng này lại khó đối phó như vậy. Trong phút chốc, cô ta, người vốn dĩ khéo ăn nói, cũng im lặng. Tôi xoay người định đi thì nhân viên bán hàng phía sau run rẩy gọi, sở tiên sinh, tổng giám đốc liễu, tổng giám đốc liễu bảo anh đợi cô ấy ở đây. Trước khi gọi điện, nhân viên bán hàng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng gây cấn như vậy. Càng không ngờ, rõ ràng mình gọi vào số của trợ lý tổng giám đốc liễu, nhưng người nghe máy lại là chính tổng giám đốc liễu. Đầu óc tôi bị úng nước mới đợi liễu như yên đến tuy nhiên tôi đã đánh giá thấp tốc độ của liễu như yên tôi vừa đi đến cửa thì thấy liễu như yên đang đi về phía này giang thúc nói tối qua anh không về cô ấy đến chính là để hỏi chuyện này giang thúc không chuyển lời của tôi sao tôi không chỉ tối qua không về mà sau này cũng sẽ không về nữa giọng nói của liễu như yên lộ ra vẻ tức giận giận dỗi một chút là chuyện vợ chồng nhưng quá mức thì không được quần áo giày dép đồng hồ đắt tiền ở nhà anh đều không mang đi chẳng phải là muốn tôi dỗ dành anh sao tối nay cùng nhau ăn cơm buổi triển lãm đấu giá sắp tới anh thích gì cứ mua đây là cách liễu như yên luôn dỗ dành tôi sau khi cãi nhau bất cứ thứ gì tiền có thể mua được đều có thể trước đây tôi còn có thể tự an ủi mình cho đến khi nhìn thấy sự quan tâm của liễu như yên dành cho ito makoto mới biết thế nào gọi là vả mặt tôi cười khẩy chế diễu những thứ đó tôi không phải không mang đi mà là tặng cho ito makoto anh ta không phải thích nhặt đồ thừa của người khác sao đống rác rưởi đó coi như là quà cưới tôi tặng cho hai người đào thanh di bên cạnh chen ngang Sở Tiên Sinh, anh thật sự hiểu lầm Ito Makoto rồi. Anh ấy tuy thích tổng giám đốc Liễu nhưng chưa bao giờ có ý định phá hoại hôn nhân của ai cả. Anh ấy nhờ tổng giám đốc Liễu đặt chiếc đồng hồ này chỉ vì anh ấy không có thể thành viên của hãng này không đặt được. Nếu anh thích chiếc đồng hồ này, chúng tôi nhường cho anh là được rồi. Anh không cần mở miệng ra là dùng chữ rác rưởi để sỉ nhục người khác chứ. Tôi quay đầu lại, cười đáng sợ. Được thôi, vậy tôi cảm ơn cô. Chiếc đồng hồ này thật sự rất khó đặt. Tần Dương chắc chắn sẽ thích quan trọng là không cần tôi trả tiền, tội gì không làm. Còn về Liễu Như Yên, tôi mặc kệ cô ta nghĩ gì. Thấy tôi định đi về phía quầy thu ngân, Liễu Như Yên nắm lấy cổ tay tôi, đừng giận dỗi nữa. Nếu anh thích, tôi đặt thêm một cái nữa, cũng không mất nhiều thời gian. Tim tôi run lên, nghĩ đến cuộc hôn nhân 3 năm như người hầu, bản thân tiểu tụy, lại nhìn Ito Makoto được cương chiều, tôi hiểu ý của Liễu Như Yên. Chiếc đồng hồ này là dành cho Ito Makoto, tôi không thể động vào. Sắc mặt tôi hơi tái nhợt, nhưng không để Liễu Như Yên nhìn ra, xoay người tùy ý chỉ vào một chiếc đồng hồ nữ, nói với nhân viên bán hàng, "Gói chiếc này cho tôi." Liễu Như Yên mím môi, thấy tôi không giận nữa, còn mua quà cho cô ta, tâm trạng u uất mấy ngày nay của cô ta hơi tốt lên một chút. Tuy Liễu Như Yên không thích chiếc đồng hồ nữ đó, nhưng giọng nói đã dịu xuống, "Tối nay đi ăn cơm, tôi bảo người đến chỗ Tần Dương dọn hành lý về cho anh. Tôi không để ý đến cô ta, mà tiếp tục hỏi nhân viên bán hàng, "Có thể viết thiệp không?" Nhân viên bán hàng gật đầu, "Có thể ạ." À? "Vậy viết gửi cô Kiều." chúc mừng ngày lễ tình nhân mắt liễu như yên giật giật ngón tay nắm chặt cổ tay tôi chất vấn cô kiều là ai tôi thản nhiên trả lời người hẹn hò với tôi tối nay tôi rút mạnh tay ra khỏi tay liễu như yên tổng giám đốc liễu đừng giận dỗi nữa nếu cô thích tôi đặt thêm một cái nữa cũng không mất nhiều thời gian nghe thấy câu nói y nguyên lời của mình liễu như yên tức điên lên nhân viên bán hàng đã in hóa đơn xong nhưng trong tình huống này cũng không dám lên tiếng tôi rút một tấm thẻ ra quẹt khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lạnh lùng hiện lên một tầng hàn khí sở trạch chỉ với mức lương 4.500 tệ một tháng của anh cũng mua được chiếc đồng hồ này sao chiếc thẻ đen không giới hạn mà cô ta đưa cho tôi trước đây cô ta đã khóa rồi ngoài khoản chi tiêu khổng lồ ở khách sạn ba năm nay tôi chưa từng dùng tiền trong đó dù 4.500 một tháng không ăn không uống tiết kiệm một năm cũng chỉ được hơn 50.000 chưa bằng một nửa giá chiếc đồng hồ này không ngờ tít một tiếng quẹt thẻ thành công tôi nhận hộp quà từ nhân viên bán hàng xoay người bỏ đi. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, đôi mắt gần như muốn phun lửa. Ra khỏi trung tâm thương mại, tôi mất hết hứng thú, thấy cũng muộn rồi, nên gọi taxi đến cửa hàng đồ cổ của Tần Dương. Lúc này Tần Dương không bận, thấy tôi đến, vội vàng đứng dậy đón, "Sao cậu lại đến đây? Không phải nói tối nay muốn tự tay nấu lẩu cho tôi sao?" Tôi ném hộp quà trong tay cho cậu ấy, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, "Đừng nhắc nữa, xui xẻo." Tần Dương cầm hộp quà, mắt sáng lên kinh ngạc, "Đây là gì?" quà sinh nhật cho tôi tôi nhắm mắt lại đáp ừ tần dương vui mừng mở hộp quà nhìn thấy chiếc đồng hồ nữ bên trong cả người như quả cà tím bị xương giá đánh úa này dù cậu cảm thấy tôi không giống đàn ông cũng không cần dùng cách này để nhắc nhở tôi chứ tôi thản nhiên nói cậu có thể tặng cho bạn gái của cậu tôi nào có bạn gái nào cô ở câu lạc bộ tính không tôi nghỉ ngơi một lát rồi kể lại chuyện vừa xảy ra ở trung tâm thương mại cho tần dương nghe tần dương nghe chuyện liễu như yên cứ bắt tôi dọn về cảm thấy kỳ lạ im lặng một lúc rồi nói một câu khiến tôi kinh ngạc, liễu như yên không phải là thích cậu rồi đấy chứ. Tôi nhìn cậu ấy như thấy quỷ, thích một người mà để người ta sống 3 năm không có tình dục, tình yêu của cô ta cũng thật đặc biệt. Tần Dương đồng tình, cũng đúng, nhưng cô ta cứ khăng khăng bắt cậu dọn về là vì cái gì. Dù sao 3 tháng sau cậu cũng phải dọn ra, thật là dư thừa. Không biết vì sao, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tối hôm đó, tôi sợ người phụ nữ kia lại dở trò, nên tắt điện thoại luôn. Hôm sau tôi dậy sớm, dọn hành lý đến căn hộ mới thuê, sau đó chỉnh trang lại quần áo, đến nơi sắp làm việc. Người phụ trách ở đây của từ lão năm nay hơn 60 tuổi, dáng người thấp bé. Thấy tôi, ông ấy ngạc nhiên, cậu chính là người thợ phục chế tên A Trạch mà Tiểu Tần nói sao. Tôi lễ phép gật đầu, vâng. Những năm qua, tôi nhận không nhiều việc, nhưng lần nào cũng là những ca khó, nên rất nổi tiếng trong giới. Nhưng tôi không muốn lộ diện trước công chúng, nên không dùng tên thật, lấy biệt danh rất đơn giản, chỉ gọi là A Trạch. Trước đây, từ lão chưa từng gặp tôi, chỉ xem qua tác phẩm tôi phục chế. Chỉ nhớ siêu phàm, kỹ thuật tinh xảo, nên từ lão luôn nghĩ tôi là người cùng tuổi với ông ấy, không ngờ lại chỉ là một người trẻ tuổi. Tôi đã xem qua tác phẩm phục chế của anh. Anh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tôi cảm ơn ông đã khen ngợi, tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Từ lão vừa nói vừa dẫn tôi đến một chỗ trống. Đây là chỗ làm việc của anh. Từ lão lớn tiếng gọi một người. Cậu đi lấy vài món đồ đến để đồng nghiệp mới nhận diện là một người phục chế di vật văn hóa nhận biết triều đại đặc điểm và thật giả là yêu cầu cơ bản nhất vốn dĩ là do ông ấy đích thân mời tôi nên bài kiểm tra đầu vào này có thể miễn được nhưng do tôi và hình dung của ông ấy khác biệt quá lớn nên vẫn làm theo quy trình vậy lý bạch nhanh chóng mang lên vài món di vật văn hóa từ các triều đại khác nhau cẩn thận đặt lên bàn thấy vậy những người khác trong xưởng cũng vây quanh lại bàn tán nhỏ không phải nói hôm nay đến là một cao thủ sao sao lại là một người trẻ tuổi thế này chắc là đến để lấp chỗ trống thôi muốn đến đầy mạ vàng không ngờ lại gặp từ lão bị ông ấy kiểm tra nghe nói từ lão vì anh ta mà đích thân chạy đi mấy chuyến chắc chắn sẽ thất vọng rồi vừa nói tôi đã nhận biết được những món đồ trên bàn chưa đại xuất xứ thậm chí cả những chi tiết nhỏ và thói quen cũng nói chính xác không sai một ly Lý Bạch rất ngạc nhiên vì tôi làm nhanh như vậy anh ta là học trò của từ lão tốt nghiệp đại học liền vào nghề đến nay cũng gần 10 năm rồi thật lòng mà nói ngay cả anh ta hiện tại cũng không thể nhận biết nhanh như vậy từ lão gật đầu tán thưởng coi như công nhận năng lực lý thuyết của tôi nhưng tay nghề thế nào còn phải xem thực hành mới biết được chưa tận mắt thấy tôi phục chế di vật ông ấy không dám đưa đồ thật cho tôi thử nghiệm nên bảo lý bạch lấy một món đồ giả dùng để kiểm tra cho tôi phục chế đừng để ý đây là quy trình của xưởng chúng tôi những món đồ đó đều rất quý giá không thể sao chép được nên trong việc tuyển chọn người sẽ cẩn thận hơn một chút tôi bày tỏ sự hiểu biết công việc phục chế là một công việc lâu dài và đơn điệu thêm vào đó mọi người đều không kỳ vọng vào tôi xét cho cùng những cô gái trẻ như tôi thì trình độ chỉ đủ làm học việc thôi, thấy không còn gì thú vị để xem, những người khác liền giải tán. Cho đến khi tan làm, nhìn thấy thành phẩm đã được phục chế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có người khẽ than thở, "Lúc tôi mới vào, mảnh vỡ này tôi mất 3 ngày mới phục chế xong." Mọi người đều bị tốc độ và tay nghề của tôi làm cho kinh ngạc. Chỉ có Từ lão, ông ấy đeo kính lão, tay cầm mảnh vỡ đã được phục chế, lặng lẽ không nói. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận thấy ngón tay của ông ấy đang run rẩy khó kìm nén được sự xúc động từ lão ngẩng đầu nhìn tôi ánh mắt có thêm nhiều cảm xúc phức tạp anh có quan hệ gì với như huyên nghe thấy cái tên đó ánh mắt tôi chấn động mạnh nhưng chỉ trong thoáng chốc không ai nhìn thấy sau một hồi im lặng ngắn ngủi tôi trả lời tôi đã nghe nói đến nhưng không quen biết như huyên từng có một viên ngọc sáng nhất trong giới phục chế di vật văn hóa là một nhân tài toàn năng trong lĩnh vực phục chế tay nghề có thể nói là xuất thần nhập hóa quỷ phủ thần công chỉ cần làm trong ngành này đều từng nghe đến tên cô ấy nhưng viên ngọc sáng này sau khi nổi tiếng không lâu thì biến mất nhiều năm nay không ai biết tung tích của cô ấy từ lão lại hỏi nhưng tay nghề phục chế của anh giống hệt cô ấy như được đúc từ một khuôn vậy ông ngoại tôi cũng là một người phục chế di vật văn hóa tôi học từ ông ấy nghe vậy sắc mặt từ lão dần trở nên u ám cuối cùng gật đầu không hỏi thêm nữa nhưng rõ ràng là rất thất vọng dù sao thì năng lực của tôi đã được chứng minh từ lão coi như đã tìm được một nhân tài chính thức giới thiệu với mọi người đây là a trạch đồng nghiệp mới của chúng ta Lý Bạch bên cạnh rất ngạc nhiên, A à Trạch, là A à Trạch mà tôi biết sao? Nhưng đó không phải là một bậc tiền bối sao? Sao lại biến thành một người trẻ tuổi, lại còn đẹp trai như vậy? Từ lão chừng mắt nhìn anh ta, ra hiệu im lặng. A à Trạch, đừng để ý đến cậu ta, tôi chỉ mỉm cười. Sau đó, Từ lão lại giới thiệu những người khác cho tôi. Xưởng không có nhiều người, cả tôi tổng cộng chỉ 8-9 người, đều rất hòa đồng, lời khen ngợi cũng rất chân thành, hoàn toàn không có bầu không khí làm việc mỉa mai như ở Liễu thị trước đây. Tôi rất thích như vậy. Hơn nữa đây là công việc tôi yêu thích nhất. Sau khi tan làm, mọi người trong xưởng muốn đi ăn cùng nhau, nói là truyền thống của xưởng, mỗi khi có nhân viên mới vào đều phải đi ăn một bữa, coi như là tiệc chào mừng. Địa điểm ăn uống là một quán hải sản bình dân, đối diện là một nhà hàng sang trọng. Ở cửa sổ sát đất trên tầng 2 của nhà hàng, Ito Makoto đứng bên cửa sổ, liên tục nhìn xuống dưới. Anh ta chỉ xuống dưới, hỏi Liễu Như Yên bên cạnh, "Nhìn kìa, đó có phải sở trạch không?" Liễu Như Yên nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy tôi đang cười nói với vài người. Trong quán ăn bình dân ồn ào náo nhiệt, đầy áp hơi thở cuộc sống. Tôi chỉ vào thực đơn, nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Người đó gật đầu, tôi liền mỉm cười, vươn tay gọi phục vụ. Đào Thanh Di nhớn mày, xem ra chồng cô sau khi ly hôn với cô, cuộc sống rất vui vẻ đấy. Liễu như yên không nói gì, xoay người rời khỏi phòng riêng. Trong quán ăn bình dân, Lý Bạch Tu ứng ực một chai bia, vẫn không dám tin anh thật sự là A Trạch. A Trạch đã phục chế thành công chiếc bình thanh hoa dễ vỡ ở cao nguyên đó câu hỏi này lý bạch đã hỏi rất nhiều lần dọc đường bây giờ tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa từ lão đá anh ta một cái dưới gầm bàn uống ít thôi a à trạch đừng để ý đến cậu ta tôi ngoan ngoãn gật đầu món ăn lên rồi cẩn thận kẻo bỏng người phục vụ vừa nói vừa bưng lên một đĩa sò huyết xào tỏi tôi vừa cầm đũa lên thì điện thoại reo tôi lấy điện thoại ra nhưng lại phát hiện trên màn hình hiển thị tên của liễu như yên ngón tay tôi khựng lại không nghe máy cuối cùng tắt chuông rồi đặt điện thoại lên bàn điện thoại reo hai tiếng rồi dừng Tôi thấy cũng bình thường, Liễu Như Yên vốn không có kiên nhẫn, mỗi lần gọi điện thoại, tôi chỉ cần nghe máy chậm một chút, đối phương liền cúp máy, nhưng lần này khác là, sau khi cúp máy không lâu, màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn WeChat, tôi tiện tay mở ra, dây tiếp theo liền ngạc nhiên, không ngờ lại là Liễu Như Yên gửi đến, chỉ có hai chữ ngắn gọn, trực tiếp đến đây. Tôi nhíu mày, ánh mắt vô thức nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc Bentley đen đậu trước cửa nhà hàng năm sao đối diện, xe của Liễu Như Yên là phiên bản đặt riêng tôi liếc mắt là nhận ra tôi không để ý tiếp tục ăn nhưng rõ ràng là hơi mất tập trung lý bạch thấy tôi gần như không động đũa tưởng tôi ngại nên dùng đũa chung gắp một con tôm bỏ vào bát tôi không cần câu nệ vậy mọi người ở kim nguyên đều rất dễ gần anh cứ coi chúng tôi là bạn bè là được bình thường có việc gì cần xin nghỉ từ lão cũng sẽ không ngăn cản còn mong chúng tôi đi nhanh lên nữa thực sự là ngành này khó giữ người không nói đến việc sinh con đẻ cái mỗi ngày đối diện với những thứ đổ nát này bạn gái cũng khó tìm cặm cụi làm việc cả ngày, thời gian cũng không đủ, ít người trẻ nào chịu đựng nổi sự vất vả và cô đơn này. Vì vậy, từ lão có thể tạo điều kiện thì sẽ cố gắng tạo điều kiện, tìm cách giữ người, quản lý tương đối thoải mái. Tôi mỉm cười, cảm ơn, vừa định cúi xuống ăn tôm, tin nhắn của Liễu Như Yên lại gửi đến, anh đến đây, hoặc tôi đến đó. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và khó chịu của người đó qua màn hình, tính cách của Liễu Như Yên tôi hiểu rõ. Tôi nhanh chóng ăn xong con tôm lý bạch gấp cho, đặt đũa xuống, nói xin lỗi, từ lão, xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc gấp phải xử lý, xe đã đến rồi, tài xế liên tục dục, tôi phải đi trước. Từ lão cũng dễ nói chuyện, đi đi, đi đi, tôi cũng phải về rồi. Người già rồi, không thể so với các cậu trẻ được. Tôi lại xin lỗi những người khác, sau đó cầm túi, nhanh chóng bước về phía chiếc Bentley. Cửa xe phụ mở ra rồi đóng lại, tôi ngồi vào trong, giọng nói gấp gáp, đi nhanh lên. Tâm trạng vốn đã không vui của Liễu Như Yên lập tức u ám thêm vài phần, cơn giận dần không kìm nén được, tôi lại đáng ghét đến vậy sao? Tôi cũng sắp ly hôn rồi, tôi không muốn người ta hiểu lầm là dây dưa với vợ cũ. Khuôn mặt của người phụ nữ lạnh lùng như nước, "Tôm ngon không?" Tôi thấy vẻ mặt của cô ấy, liền hiểu ra hàm ý ẩn giấu trong câu hỏi. Tôi nhướng mày về phía cô ấy, "Tất nhiên là ngon rồi." Chưa nói xong, môi của Liễu Như Yên đã áp xuống, ngăn lại những lời phía sau của tôi. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Kết hôn bao nhiêu năm, Liễu Như Yên rất ít khi hôn tôi, thỉnh thoảng mất kiểm soát cũng nằm trong phạm vi có thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc tôi mất tập trung, tay của người phụ nữ đã luồn vào trong áo tôi. Tôi mơ hồ có một linh cảm, nếu không ngăn cản hành động tiếp theo của cô ấy, Liễu Như Yên có thể thật sự sẽ làm chuyện đó ngay trong xe. Tôi nhắm mắt lại, làm một hành động liều lĩnh. Liễu Như Yên khẽ hít vào một hơi, vươn tay lau môi, đầu ngón tay dính một chút máu đỏ nhạt. Anh cắn tôi, tôi dùng tay áo lau môi, vẻ mặt ghê tởm. Sao vậy? Ito Makoto không thỏa mãn cô sao, khiến cô đi khắp nơi phát tình? Liễu Như Yên mặt không đổi sắc, chúng ta vẫn chưa ly hôn chạm vào anh ta không bằng chạm vào anh, an toàn hơn, hai chữ an toàn thật mỉa mai. Tôi tức giận đến mức bật cười, hận không thể cho cô ấy một bạt tai ngay tại chỗ, nếu Ito Makoto biết cô như vậy, có lẽ sẽ đá cô lần nữa đấy. Vừa dứt lời, có người gõ cửa sổ xe, hai người nhìn ra ngoài, thấy Lý Bạch đang đứng bên ngoài xe, cúi người xuống muốn nhìn xem có ai trong xe không. Kính xe được dán phim cách nhiệt, có thể nhìn thấy bên ngoài từ bên trong, nhưng không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài. Liễu Như Yên không hạ cửa kính xe xuống, chỉ nhìn Lý Bạch từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh thường, sau đó lên tiếng bằng giọng lạnh lùng, mỉa mai, đây là người phụ nữ mới của anh à. Quần áo trên người Lý Bạch không phải hàng hiệu xa xỉ, nhưng chất lượng cũng rất tốt, đồng hồ trên tay cũng trị giá hơn 10.000 tệ. Nhưng trong mắt Liễu Như Yên, người tiêu tiền như nước, thì không bằng một bữa ăn của cô ấy. Tôi còn chưa lên tiếng, thì thấy ánh mắt của Liễu Như Yên lại chuyển từ Lý Bạch sang quán ăn bình dân đối diện. Nói với giọng mỉa mai, ôn ao muốn ly hôn với tôi, chính là vì người phụ nữ này dẫn anh đến chỗ này ăn cơm những lời của cô ta càng lúc càng khó nghe. Sửa trạch, anh chán sơn hào hải vị rồi, muốn thử cháo trắng rau dừa à? Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Như Yên, trong lòng lại thấy không đáng vì những gì mình đã bỏ ra trong những năm qua. Đúng vậy, Liễu Tổng có tiền lại có sắc, tặng quà toàn là hàng triệu hàng chục triệu, nhưng chồng cô thà ăn quán vỉa hè cũng muốn ly hôn với cô. Cô nói xem tại sao vậy, tôi hoàn toàn chọc giận Liễu Như Yên. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, vì anh ngu, đầu óc có vấn đề, mắt mù. Tôi tức giận đến mức bật cười, tôi thật là rảnh rỗi sao lại phí thời gian nói chuyện với lợn chứ tôi xoay người định mở cửa xe nhưng liễu như yên lại kéo tôi lại khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như nước người phụ nữ mới của anh có biết anh đã có vợ chưa nếu bị cô ta nhìn thấy anh và tôi trong xe sẽ phản ứng thế nào chết tiệt liễu như yên có đang nghe tôi nói không vậy nhưng khi chú ý đến vẻ u ám trong mắt người phụ nữ tim tôi chợt thắt lại khoảnh khắc tiếp theo liễu như yên đã dùng hành động để nói cho tôi biết cô ấy không hề nói đùa liễu như yên lại hôn tôi giữa hai người có một cái hộp đựng đồ nhưng không thể cản trở hành động của người phụ nữ tôi lần đầu tiên thấy liễu như yên mất kiểm soát như vậy tôi bắt đầu dãy ruộng chiếc xe cũng theo đó mà rung lắc tiếng gõ cửa sổ bên ngoài đột nhiên dừng lại cảnh tượng này khó mà không khiến người ta nghĩ sai được tôi lập tức không dám động đậy nữa chừng mắt nhìn liễu như yên đôi môi bị hôn sưng đỏ liễu như yên mỉm cười được rồi đã đánh dấu của tôi lên rồi anh đi đuổi cô ta đi sau khi cô ấy lùi lại tôi đẩy cửa xuống xe đóng sầm cửa lại lý bạch bên ngoài thấy cửa xe mở ra vội vàng lùi lại một bước a à trạch anh sao vậy vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ trong xe bộ quần áo trên người phụ nữ đó lý bạch đã từng thấy trên tạp chí ít nhất cũng phải bảy chữ số còn chiếc xe này nữa người như vậy nhìn thế nào cũng không giống tài xế xe ôm tôi biết lý bạch đang nghĩ gì tôi chỉ lắc đầu không sao đi ăn đi tôi đi trước không đợi đối phương nói thêm tôi trực tiếp gọi một chiếc taxi báo địa chỉ khu nhà mới thuê chiếc xe lao đi trong bụi mù về đến nhà tôi gọi điện cho luật sư đã giúp tôi soạn thảo thỏa thuận ly hôn trước đây luật sư lộ trường hợp của tôi nếu muốn kiện ly hôn thì tỷ lệ thắng kiện cao không nếu muốn phân chia tài sản theo như anh yêu cầu trước đó thì sẽ rất khó còn nếu không quan tâm đến tài sản thì sao tôi vốn đã không nghĩ đến việc có thể chia được tài sản của liễu như yên lúc trước liệt kê ra chỉ là muốn chọc tức cô ấy vậy thì phải xem ý nguyện ly hôn của liễu tổng cao đến mức nào vụ kiện vẫn có thể đánh nhưng nếu liễu tổng không đồng ý Thời gian sẽ kéo dài rất lâu, thẩm phán thường hòa giải trước, nếu lần đầu không xử lý được, kháng cáo phải đợi 3 tháng. Tôi nghĩ lý do Liễu Như Yên cứ bám lấy tôi không buông, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là việc ly hôn là do tôi đề nghị trước, làm tổn thương đến thể diện của cô ấy. Thêm nữa là thời gian quá trùng hợp, dễ khiến người ta hiểu lầm Ito Makoto là kẻ thứ ba. Nhưng chúng tôi chỉ là kết hôn bí mật, nếu ra tòa thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện hai người kết hôn, chiếc mũ kẻ thứ ba sẽ khó mà gỡ bỏ được. Vì Ito Makoto Liễu Như Yên chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn. Tôi nói với luật sư lộ, anh hãy soạn thảo một lá thư luật sư gửi cho cô ấy trước đã. Sau khi cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Luật sư lộ làm việc rất nhanh. Sáng hôm sau, Liễu Như Yên đã nhận được thư luật sư. Tất cả các biêu kiện gửi cho Liễu Như Yên, Trần Tuyết đều phải kiểm tra trước. Lúc nhìn thấy thứ này, anh ta liền cảm thấy không ổn. Lúc này, áp suất trong văn phòng rõ ràng giảm xuống vài độ. Anh ta nhìn sắc mặt lạnh lùng của Liễu Tổng, cẩn thận nói: Liễu Tổng, Sở Tiên Sinh có lẽ đang đùa với cô liễu như yên ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc nhìn trần tuyết đi điều tra xem gần đây sở trạch đang làm gì rốt cuộc là tìm được công việc kiếm tiền nhanh hay là dựa vào người nào mà dám gửi thư luật sư cho tôi rồi việc điều tra hành tung của tôi không khó buổi trưa trần tuyết đã có tin tức chính xác sở tiên sinh hiện đang làm việc tại xưởng kim nguyên là một xưởng chuyên phục chế di vật văn hóa rất nổi tiếng trong giới đó họ chỉ nhận những di vật có độ khó cao những người có thể vào đây đều là nhân tài hàng đầu bảo bối gì cơ liễu như yên nhíu mày trong ấn tượng chưa từng thấy tôi đụng vào những thứ này, hình như anh ta tốt nghiệp đại học gì đó liên quan đến nghệ thuật, chẳng lẽ anh ta biết phục chế di vật, không phải sở tiên sinh làm công việc dọn dẹp ở đó. Về việc này, Trần Tuyết đã đích thân chạy đến đó một chuyến, tận mắt thấy tôi đang quét dọn. Sợ nhầm lẫn, anh ta còn cố ý hỏi một người xác nhận tôi đang làm công việc dọn dẹp. Liễu Như Yên cười nhạo, ném lá thư luật sư trong tay đi, người dọn dẹp, thật đúng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Chán làm cậu ấm rồi dành dỗi đi trải nghiệm cuộc sống à thực ra trần tuyết cũng thấy tôi hai năm nay khá thiệt thòi là chồng của tổng giám đốc liễu thị không ai biết thì cũng thôi lại còn phải làm những việc lật vặt như pha trà rót nước ngay cả đồ ăn mang về cũng bị vứt hết vào thùng rác nếu là người khác chắc đã hất đồ ăn vào mặt liễu như yên rồi ra ngoài đi liễu như yên phải tay đuổi trần tuyết đi sau đó gọi điện cho tôi lúc này tôi đang tiến hành một công việc phục chế tinh xảo tiếng rung của điện thoại làm tôi phân tâm vốn đã không vui cộng thêm việc nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình tâm trạng càng thêm cáu cắt tôi biết liễu như yên gọi điện thoại đến làm gì lúc này cô ấy chắc đã nhận được thư luật sư khi nghe máy giọng nói mỉa mai của người phụ nữ vang lên sở trạch anh biết giá nhà ở kyoto hiện tại là bao nhiêu không tôi đầy nghi hoặc ý cô là gì liễu như yên cảm thấy đã đà kích đủ rồi chỉ bằng chút tiền lương dọn dẹp của anh e rằng ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện bình thường nhưng quá đáng thì không được biến thành vũ khúc Tôi không có thời gian chơi với cô trò ly hôn rồi tái hôn này đâu. Tối nay dọn về đi, tôi không so đo chuyện cô làm gì trong thời gian qua. Tôi không nghe kỹ những lời cô ta nói, càng không suy nghĩ kỹ ý nghĩa của việc cô ta nói tôi quét dọn. Chỉ nghe thấy cô ta liên tục chê bai lương tôi thấp, không thuê nổi nhà. Liễu như yên, cô bị bệnh à, kể cả lương tôi có thấp đến đâu, dù có phải ngủ dưới gầm cầu ăn bánh bao, tôi cũng tuyệt đối không dọn về. Cô muốn thì nhanh chóng đi đăng ký ly hôn với tôi, nếu không thì chúng ta gặp nhau trên tòa. Tôi cúp máy thẳng thừng, còn chặn số cô ta. Ban đầu tôi định chặn cả WeChat của cô ta nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, dù sao cũng phải giữ một phương thức liên lạc để bàn chuyện ly hôn. Lúc này, hai đồng nghiệp bên cạnh đang buôn chuyện, sáng nay người đàn ông đến hỏi thăm chị Triệu đẹp trai quá, không biết đã kết hôn chưa nhỉ. Tôi khẽ giật mình, sáng nay người đến xưởng là Trần Tuyết, thật ra tôi đã gặp anh ta, nhưng lúc đó tôi vô tình làm đổ nước, đang cầm cây lau nhà lau sàn, nên thấy anh ta cũng lười để ý, quay người bỏ đi, mà lúc đó chị triệu đang dọn dẹp chỗ làm việc của tôi hai đồng nghiệp kia vẫn đang trêu chọc chị triệu hỏi chị ấy giữ chức vụ gì trong xưởng chị triệu mặc bộ đồng phục dọn dẹp rõ ràng như vậy lại còn cầm cây lau nhà chẳng phải rõ ràng làm sao tôi nhận ra mục đích trần tuyết đến đây là gì biết liễu như yên hiểu lầm tôi không gọi điện giải thích công việc này của tôi không cần phải báo cáo với cô ta ban đầu tôi tưởng liễu như yên sau khi nhận được thư luật sư sẽ nhanh chóng đồng ý ly hôn nhưng một tuần trôi qua bên phía liễu như yên không có phản ứng gì Tôi hơi sốt ruột, nhưng cũng chỉ biết chờ đợi. Hôm đó tan làm, Tần Dương hẹn tôi đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Thời gian tan làm của tôi khá thoải mái, nên đến trước để giữ chỗ. Vừa ngồi xuống không lâu, nhà hàng đã chật kín người. Nhìn hàng dài xếp hàng bên ngoài, tôi thấy may mắn vì mình đã đến sớm. Tôi đang cúi đầu nhắn tin cho Tần Dương, thì nghe thấy một giọng nói không mấy quen thuộc từ trên đầu. Sở Trạch, anh đi một mình à? Có thể ghép bàn được không? Tôi đến hơi muộn, nhân viên nói phải đợi ít nhất 2 tiếng. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Ito Makoto, tôi dứt khoát từ chối, không tiện. nhưng Ito Makoto vẫn tự ý ngồi xuống, sắc mặt tôi lập tức lạnh đi. Ito tiên sinh không hiểu tiếng người à? Ito Makoto tỏ vẻ đáng thương, anh vẫn còn hận tôi sao? tối hôm anh và Như Yên kết hôn, tôi không cố ý gọi cho cô ấy, tôi cũng không ngờ cô ấy lại. tôi không muốn nghe chuyện quá khứ nữa, cắt ngang lời anh ta, không đến mức hận, chỉ là đơn thuần thấy ghét thôi. Ito Makoto im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn tôi nghe nói gần đây anh đang làm ầm ĩ với như yên chuyện ly hôn tôi không hề bất ngờ khi anh ta biết chuyện này nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của ito makoto cười mỉa mai đúng vậy nhưng cô ta không đồng ý cứ bám lấy tôi như kẹo cao su không bỏ ra được tôi cứ tưởng sau khi tôi đề nghị ly hôn cô ta sẽ cầu còn không được vì anh hóa ra anh cũng chỉ có vậy sắc mặt ito makoto thay đổi liên tục thấy anh ta như vậy tâm trạng tôi tốt hơn sở tiên sinh làm ơn đừng đứng đó được không nhìn thấy anh tôi mất cả ngon Ito Makoto nhịn xuống cơn giận không nổi đoá anh muốn ly hôn là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô hay là vì thẩm ấu sơ đã trở về thẩm ấu sơ vẻ mặt tôi cứng đờ cái tên này sau khi kết hôn tôi chưa từng nghe đến bây giờ nghe lại như chuyện kiếp trước cô ta đã về khi nào tôi và cô ta tuy không cùng một giới nhưng cũng có vài người bạn chung liệu như yên và cô ta còn là bạn thân từ nhỏ vậy mà tôi không hề nhận được tin tức gì thấy tôi ngẩn người Ito Makoto cảm thấy mình đã gỡ lại một ván lại cố tình kích thích tôi anh và cô ta vẫn luôn liên lạc đúng không có phải đã lén lút qua lại rồi không xét cho cùng hai người lúc trước suýt chút nữa thì chát tiếng tắt tai giòn giã vang lên khiến những người đang đợi bên ngoài nhà hàng kinh ngạc cũng cắt ngang lời Ito Makoto chưa nói hết tôi nhìn Ito Makoto đang ôm mặt vẻ mặt kinh ngạc sửa trạch, giọng nói lạnh lùng của liễu như yên vang lên từ phía sau tôi tôi còn chưa kịp quay người lại liễu như yên đã bước đến bên cạnh Ito Makoto anh làm gì vậy? Tôi thản nhiên xua xua tay, cô không thấy sao, đánh người. Ito Makoto nói bóng gió, như yên, tôi không cố ý chọc giận sở tiên sinh, tôi chỉ vô tình nhắc đến thẩm ấu sơ, nhưng không ngờ anh ta lại đột nhiên ra tay. Nếu tôi biết sở tiên sinh đến bây giờ vẫn chưa quên cô ta, tôi nhất định sẽ không nhắc đến. Nghe vậy, lông mày liễu như yên cau chặt lại. Xem ra sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn chưa quên người đó. Cô ta nhìn tôi, giọng điệu ra lệnh, xin lỗi. Dù đã biết trước sẽ là kết quả này, nhưng cô ta thậm chí còn không hỏi một câu đã bênh vực ito makoto muốn tôi xin lỗi ito makoto trừ khi trời sập liễu như yên thấy tôi không nói gì liền nói xin lỗi đừng để tôi nói lần thứ ba tôi biết lý do khiến liễu như yên tức giận như vậy không phải vì tôi đánh người mà là vì tôi lại nói không thể sau khi kiên quyết bày tỏ lập trường tôi không còn muốn ăn nữa xoay người bỏ đi nhưng chưa đi được hai bước cánh tay đã bị nắm lấy tiếp đó là giọng nói của liễu như yên làm âm ý như vậy chẳng phải là muốn ly hôn sao? Được, tôi chiều anh, 9 giờ sáng mai, gặp nhau ở cục dân chính. Việc Liễu Như Yên đột nhiên đồng ý ly hôn là điều tôi không ngờ tới, nhưng cũng là điều tôi cầu còn không được. Tôi cười tươi, cảm ơn Liễu tổng đã chiều lòng. Tối đó về nhà, tôi liền bỏ tất cả giấy tờ cần thiết vào túi, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, tôi không khỏi ngẩn người. Đây là bức ảnh duy nhất của chúng tôi trong suốt 3 năm kết hôn. Tôi nhìn người phụ nữ không chút biểu cảm trong ảnh, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót may mà cuối cùng cũng sắp kết thúc cuộc hôn nhân mệt mỏi này tôi không cần phải mỗi tối ngồi trong phòng khách trống rỗng nhìn chiếc đồng hồ treo tường đoán xem liễu như yên đêm nay có về nhà hay không ngày hôm sau tôi dậy rất sớm đến cục dân chính đợi nửa tiếng người chưa đến điện thoại đã đến là điện thoại từ nhà cũ họ liễu người gọi bằng số này chỉ có thể là vương gì chắc chắn là chuyện liên quan đến giang nhã trúc tôi nhíu mày không muốn nghe máy ly hôn chỉ còn một bước nữa thôi tôi không muốn có thêm biến cố gì trong lúc do dự điện thoại tự động cúc máy tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh vương dì lại gọi lại vương dì liên tục gọi cho tôi chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an không kịp nghĩ nhiều liền nghe máy vương dì có chuyện gì vậy giọng nói đầu dây bên kia gần như sắp khóc tiên sinh lão phu nhân bà ấy vừa ăn cơm thì đột nhiên ngất xỉu anh mau đến bệnh viện đi bác sĩ nói cần người nhà ký giấy sắc mặt tôi tối sầm vội vàng đáp được đừng vội tôi đến ngay nửa tiếng sau tôi chạy đến phòng cấp cứu thấy tôi vương dì vội vàng chạy đến phu nhân tối qua ngủ quên trong bồn tắm chắc là bị cảm lạnh nên mới đột nhiên sốt cao giang nhã trúc từ sau khi sinh liễu như yên thì sức khỏe yếu hễ có chút gió thổi cỏ lay là lại ốm hơn nữa còn là kiểu ốm nặng bất ngờ cho dù chỉ là sốt cũng khiến bà ấy như đi qua quỷ môn quan tôi nín thở hỏi đã gọi cho liễu như yên chưa vương dì nói chưa tôi cũng không bất ngờ liễu như yên ngày thường bận rộn công việc không rảnh nên Vương gì đã quen việc có chuyện gì là trực tiếp tìm tôi. Nhưng chúng tôi sắp ly hôn rồi, sau này rất nhiều chuyện phải để Liễu Như Yên xử lý ngay từ đầu. Vương gì, bây giờ bà gọi cho Liễu Như Yên. Tôi chưa nói hết, cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Bác sĩ bước ra, người nhà của Giang Nhã Trúc. Tôi vội vàng chạy đến, tôi là con rể, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ nhìn tôi, nói, bệnh nhân tạm thời không sao, đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê. Tuy nhiên Tôi khuyên các anh tốt nhất nên cho bệnh nhân làm một cuộc kiểm tra toàn thân chi tiết. Nghe vậy, tim tôi thắt lại, "Bác sĩ, sức khỏe của mẹ tôi có vấn đề gì sao?" "Kết quả chưa ra thì chưa thể khẳng định, sắp xếp làm kiểm tra càng sớm càng tốt." Nói xong, bác sĩ liền rời đi, nhưng tôi vẫn nghe ra điều gì đó không ổn. Sau đó Giang Nhã Trúc được chuyển đến phòng bệnh thường, tôi ở bên cạnh chăm sóc bà ấy, Vương Dì về nhà nấu canh bồi bổ. Nhìn người phụ nữ yếu ớt trên giường bệnh, trong mắt tôi, Giang Nhã Trúc chính là mẹ tôi dù sau này quan hệ giữa tôi và liễu như yên ra sao tôi vẫn sẽ thường xuyên đến thăm bà đang ngẩn ngơ giang nhã trúc tỉnh lại huyết áp của bà ấy thường thấp hay bị chóng mặt thấy mình tỉnh dậy ở bệnh viện cũng đã quen rồi sở trạch lần này lại làm phiền con rồi không phiền đâu ạ à, mẹ có chỗ nào không thoải mái không con gọi bác sĩ đến xem giang nhã trúc nắm tay tôi lắc đầu bệnh cũ thôi mấy hôm nữa là khỏi ánh mắt bà ấy dừng trên người tôi mỉm cười hỏi sở trạch hôm nay ăn mặc chỉnh tề vậy là định đi hẹn hò với như yên à tôi không nói hôm nay đã hẹn với liễu như yên đi ly hôn sự kích động đến giang nhã trúc nên chỉ im lặng không nói giang nhã trúc lại coi sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận trong lòng vui mừng mẹ không sao rồi đi chơi với như yên đi lát nữa vương gì sẽ đến bà ấy có thể chăm sóc mẹ tôi nắm tay bà ấy mẹ dù sao cũng đã nhập viện rồi chúng ta làm kiểm tra toàn thân đi để con và như yên yên tâm nghe thấy phải làm kiểm tra giang nhã trúc theo bản năng lắc đầu có chút kháng cự nhưng chưa kịp nói thì điện thoại của tôi reo. Nhìn màn hình, là Liễu Như Yên gọi đến, tôi nghe máy, vừa định nói thì nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đầy tức giận. Sở Trạch, anh đang đùa tôi à? Tôi bị mắng một trận, nhất thời không hiểu chuyện gì. Tôi nhìn Giang Nhã Trúc đang nhìn tôi trên giường bệnh, xoay người đi ra ngoài cửa phòng bệnh. Cô đang nói gì vậy? Giọng Liễu Như Yên trầm xuống, "Bây giờ anh đang ở đâu? Bệnh viện, mẹ bị ốm." Tôi còn chưa nói hết đã bị người phụ nữ cắt ngang, nếu muốn bị chuyện cũng tìm cái cớ nào hay ho hơn đi. Trước đó còn vội vàng muốn ly hôn, chỉ qua một đêm đã ốm đến mức không xuống giường nổi hả. Tôi biết hình tượng của mình trong lòng Liễu Như Yên không tốt đẹp gì, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Cô ta thậm chí còn không có kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu đã vội vàng kết tội tôi. Tôi hít sâu một hơi, đúng vậy, là mẹ bị ốm, sốt 40 độ, vừa được đưa vào bệnh viện. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Lúc này đến lượt tôi mỉa mai, cô không biết đúng không. Mẹ bị ốm, người giúp việc chỉ nhớ gọi cho tôi, chưa từng nghĩ đến việc báo cho cô. Ba năm nay, cô biết tôi đã cười thay cô bao nhiêu lần không? Mỉa mai nhất là, có lần tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của Vương Dì, nói rằng Nhã Trúc bị sốc. Lúc đó tôi đang bị Liễu Như Yên gây khó dễ, phòng nhân sự vì muốn nịnh nọt cô ta nên đã cố tình không cho tôi nghỉ. Lúc đó tình hình khẩn cấp, tôi liền bỏ việc luôn. Sau đó, Liễu Như Yên không phân biệt đúng sai, trước mặt bao nhiêu người mắng tôi, nếu không chịu được khổ thì cút về làm nội trợ đi, Liễu Thị không chứa chấp rác rưởi. Tôi thật ngu ngốc, vì muốn giữ thể diện cho cô ta nên không nói một lời nào để biện minh cho mình. Đến giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt khinh thường và chế giễu của mọi người trong công ty khi nhìn tôi lúc đó. Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này. Không biết bao lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của Liễu Như Yên vang lên. Lần sau có chuyện như vậy thì gọi cho tôi. Tôi không nghe ra ý nhượng bộ trong lời nói của cô ta, cho dù có nghe ra cũng sẽ không nghĩ nhiều, tôi đã tự mình đa tình quá nhiều rồi. Tôi cúp máy luôn, sợ Giang Nhã Trúc nhìn ra điều gì nên ở ngoài hành lang một lúc mới vào. Liễu Như Yên đến rất nhanh. Tôi nhìn Giang Nhã Trúc đang ngủ trên giường bệnh, mỗi lần ốm, bà ấy đều yếu ớt như mất nửa cái mạng. Tôi có chuyện muốn nói với anh, Liễu Như Yên tưởng tôi lại muốn nói chuyện ly hôn, cau mày nói, chuyện gì thì để sau hãng nói. Mẹ đang ốm nặng như vậy, tôi không rảnh chơi với anh. Tôi quay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại dừng trên vết đỏ trên cổ người phụ nữ. Vị trí này, tôi không nhịn được cười lạnh, thật là không kiêng rẻ gì cả. Chưa ly hôn đã lén lút ăn vụng, còn không thèm lau miệng tôi sẽ nói ngay tại đây. Liễu Như Yên hung hăng chừng mắt nhìn tôi, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Ở hành lang, tôi đút tay vào túi, bác sĩ bảo mẹ làm kiểm tra toàn diện. Liễu Như Yên nhíu mày, chuyện gì vậy? Không biết, bác sĩ nói phải đợi kết quả kiểm tra mới biết rõ tình hình. Nói xong, tôi ngẩng tay lên xem giờ, mẹ vừa mới ngủ, chắc một tiếng rưỡi nữa mới tỉnh. Để y tá chăm sóc trước, bây giờ còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa của cục dân chính, vẫn còn kịp. Nghe vậy, Liễu Như Yên nhìn tôi với vẻ mặt u ám, từ khi tôi làm ầm ĩ chuyện ly hôn, thái độ của anh đối với tôi đã trở nên lạnh lùng và gay gắt. Mẹ đang ốm nặng như vậy mà anh còn nghĩ đến chuyện ly hôn, sở trạch, anh bị chóa ăn mất lương tâm rồi à? Lương tâm của tôi đã bị mài mòn dần trong sự lạnh nhạt và xa cách của Liễu Như Yên. Nếu cô muốn nói như vậy thì cứ nói. Liễu Như Yên bị thái độ thờ ơ của tôi chọc giận đến mức nheo mắt lại, không khỏi nhớ đến chiếc túi sách nữ mà tôi mua trước mặt cô ta lần trước. Ban đầu cô ta tưởng tôi chỉ mua để chọc tức cô ta, mấy hôm nữa sẽ mang đến trước mặt cô ta trước đây cũng từng có tình huống như vậy tôi cố tình mua những thứ dễ gây hiểu lầm nói là muốn tặng người khác nhưng cuối cùng vẫn để trong tủ quần áo ở nhà nhưng trong một bữa tiệc tối hôm qua liễu như yên nhìn thấy một người phụ nữ cầm chiếc túi đó ban đầu cô ta tưởng chỉ là cùng kiểu dáng nhưng mỗi chiếc túi hàng hiệu đều có số series riêng lúc đó không biết vì lý do gì liễu như yên đã đến xem đúng là chiếc túi tôi mua hôm đó vội vàng muốn thoát khỏi tôi như vậy là đã tìm được chỗ dựa mới à chiếc túi lần trước là mua để tặng cô ta. Người phụ nữ vừa già vừa xấu đó, anh nhìn chúng cô ta cái gì? Tôi không hiểu Liễu Như Yên đang nói gì, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng đã cạn, cô có phiền không, nói nhiều như vậy không thấy mệt à? Liễu Như Yên cười lạnh, chuyện ly hôn để sau hãng nói, mẹ vẫn đang truyền dịch, không thể không có người chăm sóc. Lúc này tôi không đồng ý, tôi luôn cảm thấy đêm dài lắm mộng. Có thể để y tá chăm sóc một lúc, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Sắc mặt Liễu Như Yên càng thêm u ám, tôi nói hẹn thời gian khác không nghe ra ý của cô ta sao vậy hẹn chiều dù sao tôi cũng đã xin nghỉ rồi không ngại thêm nửa ngày giang nhã trúc truyền dịch không nhiều chắc một buổi sáng là xong cục dân chính năm rưỡi chiều mới tan làm dù sao hôm nay cũng kịp không ngờ vừa dứt lời liễu như yên đã nổi giận càng vội vàng tôi càng không muốn chiều theo ý anh tôi không muốn cãi nhau nữa liền im lặng liễu như yên vào phòng bệnh liền nghe thấy giọng nói tức giận của mẹ tối qua còn ngủ cùng nhau Hôm nay Sở Trạch đã muốn ly hôn với con rồi, chuyện gì vậy? Nghe vậy, sắc mặt Liễu Như Yên lạnh đi. Ai nói con ngủ với Sở Trạch? Người đàn ông này vừa ồn ào muốn ly hôn, vừa lén lút mách lẻo. Anh ta biết rõ nếu mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng con ly hôn. Sở Trạch, tôi thật sự đã xem thường anh." Giang Nhã Trúc lại ngẩn người, không ngủ. Vậy vết đỏ trên cổ con, nói đến đây, bà ấy đột nhiên trợn to mắt, "Con, con lại dây dưa với Ito Makoto rồi à?" vết này trên cổ con là do anh ta làm ra đúng không con muốn chọc tức chớt mẹ phải không mẹ nói cho con biết dù là trước đây hay bây giờ mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con ở bên anh ta liễu như yên theo bản năng sờ lên cổ nói mẹ hiểu lầm rồi cô ta không giải thích cụ thể cau mày đi vào phòng tắm tôi bước ra khỏi bệnh viện dưới cái nắng chói trang tần dương nhắn tin hẹn tôi tối nay ăn cơm đến địa điểm ăn cơm tôi nhìn câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng trước mặt không dám tin đây là bữa ăn ngon mà cậu nói à Già Lan là câu lạc bộ cao cấp nhất Kyoto, giá cả cao, đủ loại trò vui, nhưng đồ ăn lại nổi tiếng là nhạt nhẽo. Tuy nhiên, những người đến đây không phải vì đồ ăn. Mấy trăm ngàn tệ, chưa đủ ngon sao, tối nay chúng ta cứ ăn mừng cho đã, không say không về. Tôi đã sớm không chịu nổi cuộc sống đạ bạc của cậu rồi, vậy mà cậu có thể chịu đựng được ba năm. Chỗ này liễu như yên trước đây cũng hay đến, lần này đến lượt chúng ta hưởng thụ. Mấy năm nay tôi sống cuộc sống như nhà sư, chỉ biết công ty và nhà, đúng là khác xa với bản thân phóng túng trước khi kết hôn người phục vụ dẫn đường phía trước nhưng thấy tôi dọc đường đều ủ rũ tưởng tôi buồn vì chuyện ly hôn liền an ủi nếu buồn thì cứ khóc cho đã dù sao tối nay cũng không có ai khác tôi không cười cậu đâu tôi không muốn khóc vấn đề là hôm nay tôi chưa làm được gì cả chính vì chưa ly hôn nên tôi mới buồn như vậy thêm vào tình hình của mẹ tôi mới luôn mất tập trung tôi và liễu như yên hôm nay chưa ly hôn được tần dương lập tức im lặng cậu lại không muốn ly hôn nữa à cậu ấy hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho liễu như yên người phụ nữ đó tuy lạnh nhạt với tôi sau khi kết hôn nhưng chưa từng bạc đãi tôi về mặt vật chất lúc trước tôi tôi bị dồn vào đường cùng cũng là liễu như yên kéo tôi ra khỏi vực sâu tôi im lặng hồi lâu không trả lời tôi không phải không muốn ly hôn ngược lại tôi rất kiên quyết với việc ly hôn nhưng chuyện hôm nay không phải là chuyện có thể nói rõ trong một sớm một chiều tần dương vẫn tự cho là mình hiểu chuyện nói nếu không muốn ly hôn thì tìm lý do không ly hôn hoặc nói chuyện này với mẹ vợ cậu nhờ bà ấy giữ chân liễu như yên với tình cảm của mẹ vợ cậu dành cho cậu chắc chắn bà ấy sẽ tôi bị trí tưởng tượng phong phú của cậu ta chọc cười muốn nghe xem cậu ta còn có thể nói gì nữa rồi sao rồi thì cứ tiếp tục lời cô ta đi càng không để ý đến cô ta cô ta càng cảm thấy cậu là bảo bối cậu xem ito makoto chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô rất giỏi nếu cậu học được hai ba phần công lực của anh ta liễu như yên còn không bị cậu nắm trong lòng bàn tay sao vừa nói hai người vừa bước vào phòng riêng mà ở góc khuất hành lang không xa, một người phụ nữ nghe được gần hết cuộc trò chuyện của hai người. Người phụ nữ nói với nhân viên phục vụ, lên tầng 3 đi. Dạ Lan chính là hiện thân của chế độ giai cấp, thẻ hội viên thể hiện đẳng cấp. Với thân phận của cổ cầm, cô ấy đáng lẽ phải lên tầng cao nhất, nhưng ai ngờ lại tình cờ nhìn thấy chồng của bạn thân cũng ở đây. Cổ cầm gọi điện cho Liễu Như Yên, này, chồng cậu đang ở Dạ Lan à? Lúc này, Liễu Như Yên đang đưa Ito Makoto về nhà. Ito Makoto không biết nghe được tin Giang Nhã Trúc ốm nằm viện từ đâu, nên đã đích thân đến bệnh viện thăm bà, kết quả bị răng Nhã Trúc mắng té tát, đuổi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này nhận được điện thoại của cổ cầm, Liễu Như Yên nhíu mày, anh ta đến đó làm gì? Bàn bạc với người ta cách chơi trò thả con săn sắt, bắt con cá rô với cậu, lờ cậu đi để cậu đứng ngồi không yên, còn nói nhờ mẹ cậu giữ cậu lại, để cậu không có cơ hội ly hôn. Liễu Như Yên nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, cổ cầm còn nói gì nữa? Tôi đã báo số phòng cho cô ấy, nói xong liền cúp máy. 20 phút sau, khi liễu như yên đến dạ lan vừa hay nhìn thấy mấy cô gái tiếp viên bước vào phòng của tôi từ khe cửa hé mở có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men của tôi trong phòng tần dương huyết tôi nhìn gì vậy sao lại ngẩn người ra thế gọi cũng không thừa tôi hơi choáng váng lắc đầu hình như tôi nhìn thấy liễu như yên rồi cái gì tần dương không tin ngẩng đầu nhìn ra cửa nơi đó trống không không có bóng người nào tôi thấy cậu say quá nên sinh ra ảo giác rồi kể cả liễu như yên có ở dạ lan cũng không thể ở tầng này, cậu ta chỉ lên trần nhà, đám tư bản đó đều đang ở trên cao nhìn xuống chúng sinh đấy. Tôi cũng cảm thấy mình nhìn nhầm, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía trước, một hàng phụ nữ đủ kiểu đang đứng đó. Mấy cô tên gì? Đúng vậy, đến rót rượu đi, dù sao cũng đã gọi rượu rồi, cứ để họ kiếm chút tiền boa. Tiếp viên là do sáng nay lúc đặt chỗ cậu ta đã yêu cầu sắp xếp, lúc đó là để chúc mừng tôi quay lại cuộc sống độc thân, nhưng bây giờ chưa ly hôn được, chỉ có thể nhìn chứ không được đụng vào. Tôi không thích những nơi như thế này, cũng không thích uống rượu, nhưng Tần Dương nói rượu đã gọi rồi không thể trả lại, tôi chỉ đành cắn răng uống hai chai bia. Hậu quả của việc uống rượu là cả hai đều say, tuy không đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng đi đường cũng loạn trọng, hai tiếp viên một trái một phải dìu họ. Nhưng khi đến cửa thang máy, tôi vô tình va phải một người. Đối phương là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Đây chẳng phải là trợ lý sở sao, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Liễu Thị, anh còn nhớ không? Lần đó, công ty bà ta gặp chút trục trặc, nhờ người quen nên mới đến gặp Liễu Như Yên, gặp tôi một lần, sau đó liền nhớ mãi không quên. Tôi tỉnh táo hơn một chút, rút cánh tay đang bị người phụ nữ nắm lấy ra, nói bằng giọng lạnh nhạt, phùng tổng. Hai người phụ nữ bên cạnh đeo bảng tên của dạ lan trên ngực, trợ lý sở, đây là bạn anh đến uống rượu à, hay là đổi phòng riêng tiếp tục chơi, tôi có chút việc muốn nói chuyện với trợ lý sở. Đầu óc tôi hơi choáng váng, trực tiếp từ chối, xin lỗi, nếu là chuyện công việc thì tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, không thể quyết định thay liễu tổng được thấy sắc mặt tôi trở nên nghiêm túc, Phùng Thiến lại nói, là chuyện công việc, nhưng đối với trợ lý sở mà nói chắc chắn là chuyện tốt. Tôi biết anh không được trọng dụng ở Liễu Thị, nói là trợ lý nhưng thực chất là người chạy việc vặt. Anh nhảy việc đến làm trợ lý cho tôi đi, lương tùy anh quyết định, còn là trợ lý trưởng, cả phòng trợ lý đều do anh quản lý, thế nào? Bà ta vừa nói vừa muốn nắm tay tôi. Liễu Thị tuy là công ty lớn, nhưng anh làm việc ở đó cả đời cũng không mua nổi một căn nhà ở Kyoto. Theo tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi chọn một căn, sang tên ngay cho anh. Tôi lùi lại một bước, giả vờ không hiểu ý bà ta, xin lỗi, tôi không muốn mua nhà ở Kyoto, làm phùng tổng tốn kém rồi. Phùng Thiến đã để mắt đến không ít đàn ông, ai cũng chỉ cần một câu là xà vào lòng bà ta, người dám từ chối thẳng thừng trước mặt bà ta như vậy, bà ta gặp lần đầu. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, sở trạch, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi để mắt đến anh là phúc của anh đấy. Theo tôi ba tháng, tôi cho anh một khoản tiền mà cả đời này anh cũng không kiếm được hai bên nhanh chóng xô sát. Tôi và Tần Dương đều say, bị mụ béo này đẩy một cái liền ngã. Tôi liếc mắt nhìn thấy Liễu Như Yên, cô ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng này xảy ra, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Cho hề này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cuối cùng, Phùng Thiến bị bảo vệ của Dạ Lan khống chế. Phùng Thiến đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này cũng không dám mạnh miệng. Bà ta tuy không biết ông chủ lớn của Dạ Lan là ai, nhưng biết rõ mình không thể đắc tội được, bèn vu oan giá họa. Tôi là phụ nữ, sao có thể quấy rối anh ta được? là người đàn ông này muốn ngủ với tôi, tôi trả giá không hợp lý nên anh ta mới ra tay trước. Nghe vậy, người quản lý quay lại, mỉm cười hỏi tôi, có phải như Phùng Tiên Sinh nói không? Rõ ràng là người quản lý này không muốn xem camera giám sát. Những người đến dạ lan đều là người giàu có, rất coi trọng sự riêng tư, không muốn nhất cử nhất động của mình bị người khác theo dõi. Là bà ta quấy rối tôi, còn đánh bạn tôi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi nhân viên của anh. Người quản lý nhìn hai tiếp viên bên cạnh, thấy họ gật đầu liền biết sự việc là như thế nào. Nhưng anh ta cũng là người biết nhìn mặt mà cư xử, trước đây chưa từng gặp tôi, nhìn trang phục của tôi rất bình thường, trên người cũng không có đồ trang sức gì. Nhưng anh ta lại biết Phùng Thiến, tuy mấy năm nay bà ta xa sút nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, nên anh ta muốn giải quyết chuyện này một cách qua loa. Vị tiên sinh này, tôi thấy bạn của anh cũng không bị thương, hay là thôi đừng truy cứu nữa. Tất nhiên, tiền thuốc men thì bà ấy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Thế sự nóng lạnh tôi thấy nhiều rồi, liếc nhìn người quản lý này, tôi liền biết anh ta là loại người gì. Nếu tôi nhất định phải truy cứu thì sao, Dạ Lan muốn bao che cho bà ta à? Tất nhiên là không, đối với việc tranh chấp giữa khách hàng, các anh muốn giải quyết thế nào là việc của các anh, Dạ Lan sẽ không can thiệp. Nhưng Dạ Lan có quy định, trong câu lạc bộ không được đánh nhau, mong các anh ra ngoài giải quyết. Tôi gật đầu, vậy tôi muốn sao chép đoạn camera giám sát vừa rồi. Người quản lý nói với vẻ mặt bình thản, xin lỗi, những vị khách mà chúng tôi tiếp đón đều đặc biệt, ngoài sảnh và thang máy, những nơi khác đều không có camera giám sát. Nghe là biết nói dối, những nơi đặc biệt như thế này rất dễ xảy ra chuyện, sao có thể không có camera giám sát ở hành lang được. Không xa, cổ cầm vẫn luôn đứng xem kịch, nhìn chúng tôi, nhớn mày. Xem ra chồng cậu không định nhờ cậu giúp đỡ. Người đàn ông đó rõ ràng đã nhìn thấy Liễu Như Yên, nhưng sau đó không hề quay đầu nhìn cô ta lấy một lần. Bây giờ rõ ràng biết người quản lý đang lấp liếm, cũng không hề nghĩ đến việc đến cầu xin vợ mình. Rõ ràng chỉ cần Liễu Như Yên lên tiếng, dù là camera giám sát hay phùng thiến, đều sẽ được dâng tận tay. Sở trạch thật sự rất có cốt khí. Liễu Như Yên vốn đã rất khó chịu, nghe vậy liền cau mày không nói gì. Không ai coi cô là người câm cả, ánh mắt cổ cầm rơi xuống cổ người phụ nữ, hỏi, vết trên cổ cô là sao, cô ngủ với ai vậy? Như thể phát hiện ra điều gì đó động trời. Phải biết rằng mấy năm nay, không ít đàn ông muốn lên giường Liễu Như Yên, nhưng không ai thành công liễu như yên lười để ý đến cô ta nói một cách qua loa bị mũi đốt ánh mắt cô ta vẫn nhìn tôi xem tôi đến khi nào mới dùng thân phận con rể nhà họ liễu bên này phùng thiến khiêu khích cười với tôi không có dạ lan bảo vệ chỉ là hai người đàn ông không quyền không thế còn không phải là mặc tôi muốn làm gì thì làm sao trợ lý sở tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều hầu hạ tôi những lời tiếp theo mắc kẹt trong cổ họng bởi vì phùng thiến nhìn thấy liễu như yên đang đi về phía này dù sao tôi cũng là người của liễu thị là cấp dưới của Liễu Như Yên, dám bắt nạt người của cô ta trước mặt cô ta. Chẳng phải là tìm chết sao, Liễu Tổng, Liễu Như Yên liếc nhìn bà ta, ánh mắt lại rơi xuống tôi. Tôi không thấy Liễu Như Yên ra tay, đang định gọi điện báo cảnh sát thì điện thoại của tôi bị người quản lý chặn lại. Vị tiểu thư này, nếu cô muốn báo cảnh sát, phiên cô ra ngoài, đừng làm liên lụy đến dạ lan. Tôi cũng không nhượng bộ, chuyện xảy ra ở đây thì phải để cảnh sát đến đây giải quyết. Đối với Liễu Như Yên đang đến gần, tôi không hề liếc nhìn lấy một cái bị phớt lờ như vậy môi liễu như yên mím chặt lại phùng thiến nhìn vẻ mặt của cô ta thăm dò hỏi liễu tổng vị tiểu thư này trông rất giống một nhân viên của công ty cô tôi vừa nhìn thấy quen quen còn hỏi cô ấy có phải làm việc ở liễu thị không bà ta không chắc liễu như yên đã đến bao lâu lại nhìn thấy bao nhiêu nên mới thăm dò nói như vậy xem đối phương sẽ phản ứng thế nào liễu như yên lại cười một cách khó hiểu vậy sao để tôi xem giống đến mức nào cô ta bước đến trước mặt tôi nhìn xuống tôi từ trên cao ban đầu tôi muốn lờ đi nhưng ánh mắt của người phụ nữ quá mức xâm lược tôi chỉ đành ngẩng đầu lên nhìn cô ta liễu như yên không nói gì nhưng ánh mắt của cô ta lại thể hiện rõ ràng một ý cầu xin tôi liễu như yên cười lạnh không quen biết phùng tổng nhận nhầm người rồi trái tim đang treo lơ lửng của phùng thiến lập tức rơi xuống vội vàng cười bồi thêm vài câu nịnh nọt tôi lấy lại điện thoại từ người quản lý không thể báo cảnh sát chỉ có thể tìm người giúp đỡ tôi mở danh bạ trực tiếp đến mục chữ n ánh mắt liễu như yên nheo lại tôi còn chưa tìm được người mình muốn tìm trong danh bạ thì cô ta đã nắm lấy cánh tay tôi tôi không ngờ cô ta lại đột nhiên làm vậy hành động kỳ lạ này khiến tôi giật mình điện thoại không cầm chắc liền rơi xuống đất liễu như yên không cho tôi cơ hội nhặt điện thoại trực tiếp kéo tôi đi về phía thang máy khuôn mặt u ám như sắp nhỏ nước liễu như yên cô làm gì vậy giọng nói lạnh lùng của liễu như yên vang lên cổ cầm xử lý hậu quả phùng thiến đã bị cảnh tượng này dọa choáng váng ngơ ngác đứng tại chỗ không phải nói không phải nhân viên của Liễu Thị sao? Giọng nói lạnh nhạt của cổ cầm vang lên từ phía sau bà ta, quản lý ngụy, Liễu Tổng nói xử lý hậu quả, anh hiểu ý nghĩa là gì chứ? Quản lý của Dạ Lan cũng không ngờ lại có biến cố như vậy, đã sớm hồn bay phách lạc, bị cổ cầm gọi một tiếng như vậy liền run lên bần bật. Cổ Tổng yên tâm, Liễu Tổng và cô, sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy Phùng Thiến ở Dạ Lan nữa. Ở bãi đậu xe tầng 1, tôi bị người phụ nữ ép vào trong xe. Tôi vốn đã say, sau khi bị lôi kéo mạnh mẽ như vậy, dạ dày tôi cuồn cuộn chỉ muốn nôn nhưng còn chưa kịp làm gì cầm tôi đã bị liễu như yên nắm lấy người phụ nữ nói nhỏ vừa rồi anh định cầu cứu ai phùng thiến là cái thá gì mà phải để anh đi tìm người ngoài giúp đỡ chồng anh là đồ bỏ đi hay là anh không thèm dùng tôi cau mày nói một cách mất kiên nhẫn chúng ta sắp ly hôn rồi tôi tìm ai giúp đỡ không liên quan đến cô ly hôn anh nỡ sao nửa tháng trước chẳng phải anh nói muốn sống tốt với tôi cả đời sao tôi nhếch môi khiêu khích